bao tay lái xe này, đấy, các bác hay phải đi ra ngoài đường nhiều này, đi làm đi ăn các thứ này, đấy, mình cần một cái đôi bao tay để giữ ấm này, cũng như là các bác trong miền Nam cũng có thể là chống nắng luôn, đấy đi chơi đi đi phượt này rồi đi du lịch này, đi hay lái xe nhiều ngoài đường này, mình có một cái đôi bao tay chống tia UV tia cực tím, đấy chống nóng này rồi là giữ nhiệt cho em ok luôn, bao tay đi rất là vừa vặn chắc chắn nhá, đó. Phần bên dưới này thì thiết kế là có phần cao su chống trượt nhá, có hai cái phần đầu ra đây thì các bác có thể là bấm điện thoại cảm ứng được luôn, rất ok. Cái này thì nó có phần cao su chống trượt thì các bác khi mà các bác lái xe không lo nó bị trượt tay hay nào cả, các bác đi nó rất là thật tay, đây em đi nó rất là vừa này, đó rất ok luôn. Cái này là hàng co giãn 4 chiều Freeside nhá, nên là tay to tay nhỏ các bác đi được hết luôn. Đó, có cả phần khóa nhá, khóa hãm các thứ này. Đôi này thì hiện tại bên em đang gửi bác giá sẽ là 50.000 một đôi, cứ lên mã em sẽ là sản phẩm là cái bao tay lái xe. Đó, bao tay lái xe nha các bác nhá, giá bên em đang gửi bác giá sẽ là 50k một đôi này. Đấy, bao tay lái xe này, bao tay lái xe nhá, giá sẽ là 50k cho một cái đôi bao tay lái xe này, chỉ có 50.000 thôi, rất là đẹp luôn, một đôi tay trái tay phải đó đều có phần cao su chống trượt này, rất ok luôn. Đấy, thiết kế chắc chắn chất lượng, 50k một đôi nhá, đi mùa đông thì ấm, đấy bác nào trong Nam mùa hè đi thì chống nắng rất ok luôn, 50k một đôi bao tay lái xe nhà con nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ tỉa lông mũi này. Đấy, rất là nhiều các bác cần cái bộ này nhá, sử dụng các thứ rất ok, các bác về dùng để tỉa lông mũi nhá. Bình thường hay là các bác hay phải dùng kéo thứ, giờ các bác chọc vào lỗ mũi các bác tỉa lông mũi rất là nguy hiểm, thì các bác mua ngay cho em cái bộ này về, nó sử dụng rất là dễ dùng mà cực kỳ an toàn hiệu quả. Đấy, các bác chọc vào, chọc cái kéo cái vào, chẳng may nó có chảy máu mũi thứ rất nguy hiểm, thì đây con này rất là dễ dùng thôi, các bác cứ lừa vào trong lỗ mũi này, các bác bấm này, bấm cho em, đấy bấm cho em thì nó có cái vòng tròn nó xoay này, để nó sẽ nghiến đứt cái lông mũi của bác nhá, rất sắc bén luôn, cắt rất là ngon. Đấy, chuyên để các bác tỉa lông mũi nhá, dành cho cả nam cả nữ được luôn, rất hay. Đấy, tiện dụng, giá này thì em sale sập sàn bác luôn. Bữa trước cái sản phẩm cái tỉa lông mũi này bữa trước em bên em đang bán là 60.000, hôm nay em còn về cái lô hàng mới này, giá nó tốt thì em sẽ xả kho luôn nhá, lên mã em sẽ là sản phẩm là tỉa lông mũi. Đấy, tỉa lông mũi này, bữa trước đang bán là 60k, hôm nay em giảm giá xả kho luôn, chỉ còn có 30k thôi, 30k cho một cái tỉa lông mũi này có nhá, 30.000 cho một chiếc tỉa lông mũi này, đó rất là hay. Nói chung là một cái sản phẩm các bác nên mua, giá nó hợp lý mà dùng nó an toàn hiệu quả dễ sử dụng ạ, chất lượng đó. Cái này thì các bác có thể vệ sinh thoải mái đó, rất ok luôn, chắc chắn chất lượng nhá. Sử dụng dễ đó, cho vào lỗ mũi là các bác chỉ việc bấm như này thôi, cứ bấm đều tay, bấm đều tay thế là nó nghiến đứt hết lông mũi thôi nhá. 30.000 một bộ nhá, 30k một cái bộ tỉa lông mũi nha, 30.000 một chiếc nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái thuốc diệt kiến dán này. Đấy, cứ lên mã em sẽ cái thuốc thuốc diệt kiến nhá, thuốc diệt kiến. Đấy, cái này thì cực kỳ nhạy luôn. Và bên em cũng bán rất nhiều, chắc phải bán đến khoảng tầm chục nghìn lọ rồi, bán siêu khủng khiếp luôn đấy. Giá thì bình dân là rẻ lắm. Hiện tại thì bên em đang gửi bác một cái lọ thuốc kiến này với giá chỉ có 10.000 thôi. 10.000 cho một lọ thuốc diệt kiến nhá. Các bác lấy 3 lọ thì bên em sẽ tính cho bác giá tốt hơn. 3 lọ là 20k. Đấy, một lọ này, một lọ thuốc kiến, một lọ là 10k nhá, một lọ 10k, còn các bác lấy 3 lọ tính cho bác là 20k thôi, 3 lọ 20k, một lọ 10k. Đó, rất là dễ mua luôn. Các bác có thể mua, các nào nhiều kiến thì mua 3 lọ, ít kiến mua một lọ được. Đấy, còn hoặc là các bác có thể mua nhiều hơn. Cái này thì nó là thành phần thuốc sinh học, đấy, từ mật mía, mật ong. Đấy, và có hương phấn hoa và phụ gia này. Đấy, nói chung là thành phần sinh học rất an toàn. Nên là các bác cứ dùng thoải mái, cái này thì rất là dễ dùng, những cái chỗ nào nhiều kiến, hiện tại kiến đang tập trung, hoặc là những cái chỗ ổ kiến, hang kiến, các bác cứ giỏ cho em. Cái hay của cái sản phẩm này này là khi nó ăn vào và bắt đầu là nó sẽ không chết ngay đâu ạ, nó sẽ đi hết về tập trung về hang, và khi mà đi về hang kiến thì những cái con kiến ở gần đấy thì nó sẽ lại tập trung và nó lại chạm vào nhau, thì những cái con kia nó chạm vào nhau thì nó lại thấy cái vị nó ngọt, thì bắt đầu nó lại nhấp nhấp với nhau, nó nhấp với nhau thì khi mà nó đã nhiễm thuốc hết rồi thì một loạt nó sẽ tiêu diệt cả một cái ổ luôn. Đấy, chứ không phải là tiêu diệt những cái con ở xung quanh như đâu nhá, nó sẽ tiêu diệt cả ổ luôn. Nghĩa là con kiến nó đi về ổ đấy xong bắt đầu là nó chết một loạt cả ổ luôn. Đấy, nghĩa là nó diệt tận gốc luôn nhá, diệt tận gốc luôn. Nên là các bác dùng rất hay. Cái này em như em dùng từ đầu năm rồi, em dùng dùng hết vài lọ cái là từ đợt đầu năm giờ là không thấy con kiến luôn, sạch lắm ạ. Mà nó rất là hay. Cái này thì các bác giỏ đi, đừng sốt ruột nhá, lúc đầu khoảng tầm 1-2 tiếng đầu nó chưa chết ngay đâu ạ, nó phải đến hôm sau cơ là các bác mới thấy là hiệu quả nó như thế nào, hiệu quả sang đến hôm sau luôn. Đấy, là bắt đầu là sáng hôm sau là khi mà các bác đi ra là không thấy con kiến ở đâu vì nó chết hết cả ổ rồi. Đấy, mà nó diệt, khi mà nó đã diệt tận gốc thế thì
cái tình trạng kiến nó xuất hiện trở lại thì rất là khó, cực kỳ ít luôn. Đấy. Nói chung là một cái sản phẩm rất thông minh, các bác cứ về dùng và cho em phản hồi. Đấy, sản phẩm em cũng đã và đang dùng thực tế rồi, em thấy rất là hợp lý nên em đã nhập số lượng về em bán cho bác. Đấy, mà giá nó bình dân, mà sản phẩm thuốc sinh học rất là an toàn. Một lọ là 10.000 thôi nhá, và ba lọ sẽ là 20k, lên mã em sẽ là thuốc diệt kiến nhá. Đấy, thuốc diệt kiến. Đấy. Sản phẩm kéo gà Đức này, lên mã em sẽ cái cây kéo gà Đức nhá. Đó, kéo gà Đức nhá. Hàng made in Gạc Mani. Đấy, logo thương hiệu Wailing. Cái này về các bác cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương rất ok cho em luôn. Kéo cực kỳ sắc bén nhá, cầm rất chắc chắn. Đó. Con này thì giá bình dân thôi, chỉ có là đi 90.000 một cây nhá. Cứ lên mã cho em sẽ là sản phẩm là cái cây kéo gà Đức này. Đấy, kéo gà Đức. Kéo gà Đức nhá. Kéo gà Đức nhá. Cái cây này thì bên em đang bán giá sẽ là 90k cho một cây kéo gà Đức này, chỉ có 90.000 thôi. Đấy, về các bác cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương, cắt rau củ quả sử dụng nhà bếp cho em rất hợp lý, sắc bén. Đấy, các bác nghe tiếng kéo rất ok. Cái phần thớ kéo rất là dày này. Đấy, tay cầm này, chắc chắn, dễ cầm. Đấy, nó tạo cái tư thế dễ cầm, có lực hơn nhá. Có phần khóa hãm này. Rồi là một cái hay của sản phẩm nữa là các bác nhìn cái phần răng dưới này. Đấy, là nó thiết kế theo dạng là nhấp nhô nhô này, để khi mà các bác sử dụng, các bác có thể dùng cái này các bác đánh vẩy cá. Đấy, rất tiện dụng nha, các bác có thể đánh vẩy cá cho em, rất hay luôn. Giá này thì bên em đang gửi bác giá siêu tốt luôn đấy, giá gần như là tốt nhất thị trường luôn. 90k một cây nhá. Cứ lên mã em sẽ là cái cây sản phẩm là cái cây kéo gà Đức này. Đấy, kéo gà Đức chắc chắn chất lượng lắm. 90.000 cho một cây kéo gà Đức nào nhá. 90.000 một cây. Sản phẩm đũa Nhật 10 đôi này, sản phẩm đũa Nhật 10 đôi thì em báo giá luôn, bên em đang gửi bác giá sẽ là 40k nhá. 40k. Đây. Em viết bên đó. 40.000 nhá, 40k. Đấy, 40k cứ lên mã em sẽ sản phẩm là cái đũa Nhật. Đấy, đũa Nhật nhá. Một cái vỉ đũa Nhật này thì sẽ gồm có cho bác là 10 đôi. Đấy, 10 đôi đũa Nhật. Cái này thì chất liệu của nó là từ sợi thủy tinh nên là các bác dùng là yên tâm, là không lo nó bị nấm mốc hoặc là cong vênh. Đấy, cái ưu điểm của sản phẩm này là không lo nấm mốc và không lo cong vênh nhá. Đấy, thiết kế cực kỳ là chất lượng luôn. Cái này anh em cũng đã dùng rồi. Đấy, các bác cứ mua cho em khoảng tầm 4-5 vỉ về mình thay một loạt cả cái đũa nhà mình đi. Nhìn thứ nhất nó đồng bộ, thứ hai đẹp, mà thứ ba là dùng là nó dùng nó chất lượng nhá. Đây. Đấy. Nhiều bác hỏi là đũa này gấp có trơn không thì các bác yên tâm đi, đũa gấp cực kỳ ok luôn, đũa gấp không trơn đâu nhá, gấp rất là ngon. Cứ ngắm miếng nào là gấp trúng bên đây luôn, không trượt miếng nào đâu. Đấy, rất là hay. Một vỉ đũa Nhật 10 đôi. Chất liệu là từ sợi thủy tinh nhá. Đấy, không bị nấm mốc và không bị cong vênh các bạn, không bị nấm mốc và không bị cong vênh. Đũa nhìn rất là sang, thiết kế rất là đẹp, sang trọng lịch sự nhá. Một vỉ 10 đôi này với giá sẽ là đi 90k nhá, 40k thôi các bác nhá, 40k cho một cái vỉ đũa Nhật 10 đôi nhá. 40k một vỉ. Máy sấy tóc thì hàng bên shop tiếp tục hàng về này. Máy sấy tóc công suất 3.500W, các bác sử dụng gia đình con này thì rất hợp lý luôn. Đấy, lên mã thì em sẽ là sản phẩm là cái cây máy sấy tóc nhá, công suất sẽ là 3.500W. Con này nó sử dụng điện 220, có hai công tắc nhá, một công tắc chỉnh gió này và một công tắc là chỉnh độ nóng. Đấy, máy chạy cực kỳ khỏe và rất là êm. Đấy, nói chung là các bác dùng gia đình cái con này rất hợp lý. Cái công suất này nó là cái công suất mà sử dụng gia đình này. Đấy, bình thường là các bác dùng những con công suất lớn ấy thì có khi lại là dùng nó lại hơi lãng phí hoặc là tốn điện. Đấy, hoặc là dùng những cái con mà nó nhỏ quá thì mình sấy nó lại không đã. Đấy, thì nói chung là đối với cái sản phẩm này là công suất 3.500W là dùng gia đình là hợp lý lắm này. Đấy, công suất vừa đủ để các bác xài nhá, không to quá, không nhỏ quá, vừa ok luôn. Có hai công tắc, một công tắc chỉnh gió và một công tắc chỉnh nóng, thì nó có những cái cấp độ công tắc ở đây, thì về các bác điều chỉnh hai công tắc nào cho em là xong. Dây nguồn về cắm trực tiếp vào điện 220 là các bác xài. Đấy, máy chạy khỏe rất là êm. Có phần đèn nhá, có phần đèn hồng ngoại. Đấy, giúp diệt khuẩn các bác nhá, diệt khuẩn, rồi là sấy tóc các bác nhá, sấy tóc, sấy đồ. Nói chung là ok. Sử dụng ngon lành, chất lượng, mà giá thì hạt rẻ bình dân thôi, chỉ có 150.000 nhá. Cứ lên mã em sẽ là cái máy sấy tóc nhá, máy sấy tóc đang bán với bác giá sẽ là 150k cho một cái cây máy sấy tóc nha, chỉ có 150.000 thôi. Đấy, 150k một cây. Lên mã em sẽ là phẩm là cái cây máy sấy tóc nhá, 150k. Một cây máy sấy tóc này sử dụng nguồn 220 và công suất của nó sẽ là 3.500W nhá, dùng gia đình là rất là hợp lý. Đấy, thiết kế cực kỳ chắc chắn, cầm rất là chắc tay. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mặt hàng, đó là cái bộ dây cô bình của Đức này. Đấy, hàng này của thương hiệu Butter Cable nhá, Butter Cable của Đức. Đó, bộ này thì công suất là 2000A, các bác dùng câu aqui bình xe ô tô thì thoải mái. Cái con này thì chức năng của nó dùng đấy là trong những cái việc ví dụ như là vấn đề là xe của các bác bị chết máy mà các bác cần đề. Đấy, cần đề thì phải có aqui. Mà aqui không có thì các bác có thể lôi cái bộ này ra và nhờ những cái xe bên cạnh hoặc là những cái xe anh em thứ giờ các bác nhờ
là các bác lấy cái bộ này ra, các bác câu từ cái bình của người ta sang cái bình của bác nhá, để các bác đề nổ được xe của mình. Đấy, dùng cho xe ô tô thì con này quá hợp lý rồi. Một bộ này sẽ gồm có là hai dây, một dây đỏ và một dây đen để các bác phân biệt đầu âm đầu dương. Và nó có phần đầu kẹp ở hai đầu luôn này. Đây một bên này. Ở bên này một bên này. Đấy, các bác kẹp từ cái bình nọ sang bình kia là xong. Đó, phần kẹp nhá. Phần kẹp này, kẹp cực kỳ chặt chắc luôn, kẹp rất chắc và rất là chặt. Phần dây của nó sẽ là dây lõi đồng nhá. Đấy các bác nhìn này. Dây lõi đồng rất là to. Đấy thấy không? Này, dây lõi đồng rất là to này. Đấy các bác nhìn rõ này. Đấy, dây lõi đồng rất là to luôn nhá. À, bộ này thì em báo giá luôn. Bộ này thì một bộ là bao gồm cả dây cả túi đựng nhà này, với giá sẽ là 170.000. Thì các bác cứ lên mã thì em sẽ là dây câu bình nhá, dây câu bình. Một sợi này dài là 3 mét này, một sợi dài 3 mét, hai sợi là 6 mét nhá. Dây câu bình. Đấy, dây câu bình. Dây câu bình này. Với giá sẽ là 170.000 một bộ nhá, 170.000 bộ thôi. Nói chung là các bác có ô tô thì nên sắm cho em một cái bộ như này. Đấy, trong những cái trường hợp mà không may thôi. Đấy, thực ra thì mình không mong muốn đâu, nhưng mà mình cũng có nên những cái mà mình vứt trên xe. Đôi khi rất là cần đấy, chẳng may rồi đến lúc mà mình cần thiết là không kiếm đâu ạ, không kiếm đâu. Đấy nên là mình cứ vứt phòng trừ trên xe, không may xảy ra vấn đề thì mình có cái để mình sử dụng sửa chữa nhá. Đấy, 170.000 thôi, giá rất là bình dân hạt rẻ. Sử dụng để xe ô tô cho em, các thứ câu bình từ bình nọ sang bình kia ok. 170.000 cho một cái dây câu bình này có nhá, 170k. Hàng dây rất là to, hàng dây chống gập chống rối này. Đấy, dây rất là mềm và lõi đồng luôn nhá. Phần tay cạp các thứ này quá ok luôn. Đấy, tay cạp các thứ quá ok, chặt chẽ ngon lành. Đấy, một dây này dài là 3 mét nhá, có phần đánh dấu cực âm cực dương luôn để các bác xài. Đó, 170k một sợi dây câu bình như này. Tiếp theo thì lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ mũi khoan đa năng. Lên mã em sẽ cái bộ mũi khoan đa năng, tiếp tục hàng lại về nhá. Bộ mũi khoan đa năng này thì một bộ sẽ gồm có là 5 mũi thôi nhá, một bộ là 5 mũi. Thì cái lô này nó về là nó sẽ có là 2 mũi 4 là hai cái mũi mà sử dụng phổ thông nhất, nhiều nhất ở trong gia đình nhà mình nhá. Đấy, 2 mũi 4 nhá. Đây. À 2 mũi 6 ạ, nhầm là 2 mũi 6 nhá, 2 mũi 6. Một mũi mũi này là mũi 8 này, mũi 8. Đây mũi 8 này. Một mũi 10 này và một mũi 12 thì bên em sẽ bán theo một bộ như này luôn nhá, bán theo một cả một bộ này luôn. Đó thì một cái bộ mũi khoan đa năng nha. Các bác xài sử dụng là với giá sẽ là 130k nhá. Lên mã em sẽ là cái bộ mũi khoan đa năng, mũi khoan đa năng nhá. 130k, cái này các bác có thể khoan đa năng, gạch men này, khoan bê tông này, khoan gỗ, khoan các thứ các kiểu luôn. Đấy, khoan đa năng nhá. Một bộ là 5 mũi, 2 mũi 2 mũi 6 nhá, 6 này, 8 này, 10 này và 12 này, thì tổng sẽ có là 5 mũi nhá. Với giá sẽ là 130.000 một bộ mũi khoan đa năng này, 130.000 thôi. Đây này, cho các bác coi về cái phần đầu của cái mũi này. Cái hay của cái sản phẩm này nó là cái phần đầu mũi là cái phần đầu là cái đầu tên lửa. Cái đầu của nó là cái đầu tên lửa nhá. Nên là khi mà các bác xài ấy, các bác xài là các ví dụ đặc biệt là các bác khoan những cái chỗ vị trí mà nó trơn hay trơn trượt, đặc biệt là ví dụ như là gạch men là các bác khoan là hay trơn trượt, là nó ví dụ thứ nhất là nó bị sai cái phần vị trí các bác cần khoan, mà thứ hai là nó hay bị trượt, mà trượt là rất hay bị vỡ đá. Đấy, cái khoan gạch men nó rất là khó khoan. Thì đây cái con này nó là cái đầu tên lửa, nên khi bác khoan thì các bác cứ nhấp từ từ cho em, và nó vào rất là ngọt luôn, vào cực kỳ ngọt nhá. Đấy, vào rất là ngọt. Cái này em cũng đã đang xài rồi nên là em thấy rất là ok. Đó. Bộ mũi khoan đa năng 5 mũi nhá, là 130.000 một bộ 5 mũi này, là 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10 và 1 mũi 12. Một bộ này thì các bác xài gia đình này, anh em tạo thuyền này, xài cho em thoải mái luôn. Đó, 130.000 một bộ nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mặt hàng, đó là cái con kìm cắt ống size 42. Hàng này thì của Kabushi Japan. Đấy, con này là kìm cắt ống nhá, về để chuyên các bác cắt ống nước, sửa chữa điện nước nhà mình. Đấy, sử dụng gia đình này, anh em tạo thuyền này, ok em luôn. Con này các bác cắt được là từ ống nhỏ nhất đấy, cho đến ống lớn nhất sẽ là ống 42. Đấy, nói chung là các bác cắt là từ ống 42 trở về nhá. Thì các bác cứ cho vào, sau đó nó bấm thôi, bấm thôi là nó sẽ cạp dần và nó cắt rất là ngọt luôn. Cái hay của cái sản phẩm này là các bác không cần phải cưa kiếc gì mà cắt nó nhàn, mà thứ hai là cái đường ống các bác cắt nó rất là mịn. Đấy, nó không bị cái ba vía rồi là những cái vụn ống, nó cắt bình thường các bác cắt cưa các máy cái thứ hay bị vụn ống nhá. Nhưng con này là cắt nó không bị ba vía, không bị vụn ống, mà nó ra cái đường cắt nó rất là mịn nhá. Và lưỡi kỳ sắc bén luôn. Đây, lưỡi sắc, nói chung là dao thì không vấn đề, à dao còn gấp 3 lần dao, lưỡi sắc kinh khủng luôn, cắt ngọt lắm. Đấy, hàng của Kabushi Japan này. Đấy, Kabushi Japan quá ok luôn. Đó, cứ bấm nhấp đều xem cái nào nó cắt, có thấy không, rất dễ sử dụng nhá.
Kìm cắt ống này là kìm cắt ống từ ống 42 trở về nhá. Lớn nhất là các bác cắt được là ống 42. Đấy, nói chung là dùng gia đình, anh em thợ thuyền dùng con này cho em ok luôn. 100.000 có nhá, 100.000 bộ này, 100.000 cho một bộ này. Mắc của nó sẽ mắc là phi 42, ống phi 42 trở về. Lên mã anh em sẽ là cái kìm cắt ống 42 nhá. À, cái kéo cắt ống 42. Kéo cắt ống 42 nhá. Với giá sẽ là đi 100.000 cho một cái con kéo cắt ống 42 nhá, 100.000 một cây. Đó, giá hạt rẻ mà sản phẩm dùng ok lắm. Nói chung là trong gia đình nhà mình nên có một cái sản phẩm như này. Đôi khi là các bác sửa chữa ống nước, ống nhiếc, có con này dùng cực kỳ tiện luôn. Đấy, dùng rất tiện mà nó dễ dàng sử dụng nhá, dễ sử dụng, các bác không cần phải cưa kiếc, kéo kiếc lôi ra cắt lành cành. Nếu con này chỉ việc là cho vào các bác cạp bóp cho em vài bóp là đứt ngay thôi, rất là dễ sử dụng ok luôn. 100k nhá, 100k kìm cắt ống 42 nhá. Đấy, 42 trở về. Sẽ có bán theo thùng nhá và có bán theo túi. Thì một thùng này là 20 gói này. Một thùng là 20 gói. Với giá là đi 20 gói giấy này. 20 gói nhá. Với giá là 150k. Còn nếu mà các bác mua lẻ một gói như em vừa cho bác coi đấy, một gói thì là 10.000 một gói thôi, 10k. Đấy, các bác có thể mua theo gói hoặc mua theo thùng. Một thùng này, một thùng giấy ăn, cứ lên mã em sẽ là một thùng giấy ăn nhá. Một thùng giấy ăn thì sẽ là 20 gói là 150.000. Còn các bác mua lẻ một gói giấy ăn nhá là 10.000 cho một gói giấy ăn. Đấy, 10.000 một gói giấy ăn thì đây. Một thùng của nó đây nhá, một thùng là 20 gói này. Đấy, một thùng là 20 gói như này. Đấy, dùng thoải mái luôn mà giá nó chỉ có 150.000 thôi. Tính ra rất là rẻ luôn. Đấy, tính ra rất là rẻ luôn. Một túi giấy 460 tờ như này là 10.000 thì cứ lên mã em sẽ là túi giấy ăn nhá, là 10.000. Còn các bác lấy theo thùng thì sẽ là 150.000 cho 20 túi nhá, 150.000 cho 20 túi. Sản phẩm tiếp theo thì em lên nhanh bác luôn, đó là cái lọ keo đa năng. Đấy, cái lọ tiếp keo đa năng bên em đang bán một lọ tiếp keo đa năng này với giá sẽ là 20k một hộp nhá. 20k một hộp keo đa năng này, và các bác lấy 3 hộp thì sẽ là 50k. 3 hộp là 50k, còn các bác mua lẻ một hộp thì sẽ là 20k một hộp nhá. Một tiếp keo này thì sẽ có trọng lượng là 60g, các bác dính cho em các loại vật liệu luôn. Đấy, lên mã em sẽ là keo đa năng nhá. Các bác mua hàng đó là cái phích cắm diệt, báo giá luôn này. Đang bán bác là 10.000 cho một cái cây phích cắm diệt này, 10k một chiếc nhá. Đấy, nó là phích cắm chân diệt để về chuyên để các bác cắm vào những cái ổ điện Nhật nhá. Ổ điện Nhật là người ta hay dùng chân diệt. Nên là các bác đôi khi được các bác mua ngoài trường ấy là nó hầu như toàn chân tròn thôi. Mà Việt Nam bây giờ cũng hầu như phổ thông toàn chân tròn. Đôi khi rất là khó kiếm. Đây thì các bác mua cho em cái phích này về, các bác cắm vào chuyên vào cắm ổ điện Nhật này. Đó. Con này là dòng phích chống va đập chống vỡ rất là tốt nhá. Giá thì hạt rẻ bình dân, chỉ có 10.000 thôi. Đấy. Chân của nó sẽ là chân đồng, cực kỳ chắc chắn luôn. Về các bác xoáy em cái đốc ra, mở cái nắp ra, đấu cái dây vào là xong. Đấy, đấu dây vào là xài thôi. Đó, phích cắm chân diệt nhá. 10.000 cho một chiếc phích cắm chân diệt này. Đấy, phích cắm chống va đập nhá, chống vỡ, chống cháy. Đó, giá hạt rẻ mà sản phẩm dùng ok lắm. Đấy, cắm nó chắc chắn mà không bị mô ve, không đánh lửa thứ gì nhá. Hàng chân đồng tiếp điểm tốt, 10.000 thôi nhá. 10k một chiếc thôi. Đấy, các bác nào bữa trước chưa chốt được thì hôm nay tranh thủ chốt luôn nhá. Phích cắm chân diệt nhá. Đang gửi bác giá sẽ là 10.000 cho một chiếc phích cắm chân diệt nha. Sản phẩm này cũng rất là nhiều bác hỏi này. Đó là cái bộ nồi Đức 6 món nha, bộ nồi Đức 6 món hàng với shop tiếp tục hàng về này. Đấy, thì để phục vụ các bác cái dịp cuối năm các bác mua về để sử dụng gia đình các thứ này, rất ok luôn. Đó thì em báo giá luôn nhá, báo giá luôn. Giá này thì gần như là giá tốt nhất thị trường luôn. Lên mã em sẽ là cái bộ nồi Đức này, bộ nồi Đức này thì bên em sẽ có là hai hình thức thanh toán nhá. Các bác có thể chuyển khoản hoặc là mua trực tiếp ship code thôi nhá. Nếu mà chuyển khoản thì bên em sẽ tính cho bác sẽ là bao nhiêu nhỉ? 650.000 thôi nhá. Chuyển khoản hết thì sẽ là 650k. Và các bác nếu mà các bác mua ship code, đấy ship code thì sẽ là đi ship code thì giá sẽ là 700, hai cái chênh nhau 50.000 nhá. Và các bác mua thì sẽ đều được bao ship luôn. Giá này gần như là giá tốt nhất thị trường luôn đấy, không có giá này đâu ạ. Đó. Đây, mong các bác coi bộ nồi nhá. Đấy, nó sẽ gồm có là 6 món này, 1 2 3 4 5 xong một chảo nhá, 5 xong một chảo và đầy đủ đi kèm là nó có vung nắp đậy hết đầy đủ hết luôn. Rất là xịn luôn. Hàng mới nguyên siêu, hàng của Đức này. Made in Germany này. Đó, made in Germany nhá. Quá xịn sò luôn. Đây, đó, giấy giếc đầy đủ luôn này. 6 sản phẩm này, 1 2 3 4 5 6 này, đó. Hàng của Đức nhá, made in Germany.
chuyển khoản hết thì sẽ là 650.000, còn các bác mua mua theo hình thức ship code thì sẽ là 700.000 tùy nhu cầu nhá. Đấy thì em khuyên các bác thì các bác nếu mà các bác có tài khoản thì các bác nên chuyển luôn để bên em vừa gửi hàng nhanh, và thứ hai là nó giá sẽ được giảm giảm các bác nhá, giá sẽ được giảm. Đây đầu tiên sẽ là một cái song to này, đấy một cái song to nhá, rất ok luôn. Hàng này của nó sẽ hàng 5 đáy 5 lớp luôn này. Đấy, song to. Hàng này 5 đáy 5 lớp đầy đủ hết luôn nhá. Vung là toàn bộ vung của nó đều là vung kính cường lực trong suốt luôn. Đây, vung kính cường lực trong suốt này, rất là xịn sò nha. Đây, đáy 5 lớp này, đó. England này, đó, rất ok nhá. Chữ trước là dập chìm hết luôn ở trên cái phần đáy song này. Đấy. 5 lớp luôn nhá. Đấy, 5 lớp luôn. Quá dày rất là trắng luôn. Con này thì các bác dùng thì cứ bao dùng bao xài ra đi, không có gì phải chê về cái sản phẩm này cả. Em bán rất là nhiều rồi. Nó một thời gian bên em nghỉ không bán thì hàng nó cũng chưa đều. Đấy, đợt này thì hàng nó cũng đều rồi nên là sẽ nhập số lượng lớn về để bán bác luôn. Đây, con này là con nhớ nhớ này, có vung viết đầy đủ hết luôn nhá. Đấy, có vung viết đầy đủ hết luôn. Đây một con này nữa này, đấy một con này nữa này. Thôi nói chung em quay lướt thôi, em cũng không quay chi tiết đâu. Đó, vung viết nói chung là đầy đủ, vung viết đầy đủ hết luôn. Xong thì trực tiếp đây. Đấy, cái này con này nấu bột này, hoặc các bác úp bát mì thứ đấy rất ok, có tay cầm nhá, chắc chắn chất lượng luôn. Hàng bóng đẹp tuyệt vời luôn, sáng trưng luôn này. Đấy, dày dẫn chắc chắn lắm nhá, tay cầm đầy đủ luôn, có vung viết đầy đủ hết luôn nhá. Đây, có vung viết ngon lành luôn này. Đó. Rồi đây là cái con chảo này. Đấy, trong cái bộ này là có một cái con chảo nhá. Chảo là có một lớp chống dính luôn. Đấy, chảo trong có lớp chống dính rất xịn sò. Đấy, con này đường kính chảo chắc có dơ của tầm 25 cm nhá, dơ của tầm 25 cm. Đấy, các bác dán xào nấu cho em thoải mái luôn nhá. Đó, hàng 5 đáy này. Đó, chữ chiếc đầy đủ ở cái phần đáy nồi này, chắc chắn. Bộ này thì các bác dùng thì yên tâm về bao dùng bao bền luôn. Đó, vung viết đầy đủ nhá. À, toàn bộ là đều có vung, 6 món là đều có vung hết luôn. Đây, 6 món là đều có vung hết đi kèm nhá. Sẽ gồm có là 1 2 3 4, 4 cái nồi này, 4 cái nồi có quai quai B này, một cái nồi có tay cầm như kiểu cái nồi nấu cháo này và một cái chảo rán luôn nhá. Tổng thì sẽ gồm có là 6 món hàng của Đức nhá. Đó. Và em báo giá lại một lần nữa này. Các bác chuyển khoản hết thì giá sẽ là 650.000. Đấy. Chuyển khoản hết. Chuyển khoản hết là 650k. Còn các bác ship code là giá sẽ là 700k. Giá này là em sẽ bao ship cho bác tất luôn nhá, ưu đãi cực kỳ luôn. Đấy, giá sẽ được bao ship cho bác tất luôn. Đó. Đấy thì các bác có nhu cầu về cái sản phẩm này thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với hai cái số điện thoại nhá, em đang gắn trực tiếp ở trên mình đây. Đấy, các bác cùng xem lại một lần nữa đây. Đấy, bộ nồi rất là đẹp luôn, hàng mới nguyên thùng nhá. Hàng các bác cứ kiểm tra sau đó các bác khui ra cho em. Bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Chuyển khoản 650.000, ship code 700. Hai giá này đều được bao ship hết luôn nhá. Đó thì các bác có thể tham khảo bộ này thì nói chung là cũng khá nhiều shop bán rồi và cũng giới thiệu rất là nhiều rồi, các bác cũng xem rất là nhiều rồi. Bây giờ quan trọng chủ yếu là cái giá thôi. Đấy, cái giá thì nó tốt thì các bác mua nhá, xúc luôn. Đó. Một cái lưu ý nhỏ nhỏ là nhiều bác hỏi là cái bộ nồi này có đun được bếp từ không? Đấy thì em nói luôn nhá, cái bộ nồi này thì các bác có thể đun các loại bếp luôn nhá. Đấy, từ bếp ga, bếp từ, bếp củi, bếp rơm, bếp hồng ngoại. Tất cả các loại bếp luôn. Con này nó không kén bếp đâu nhá, không kén bếp đâu. Bếp nào các bác cũng đun được hết nhá, đặc biệt là bếp từ đun được hết luôn nhá. Đấy, đặc biệt là bếp từ đun được hết luôn nên các yên tâm là sử dụng thoải mái. Sản phẩm tiếp theo thì em lên nhanh luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ ống hút dung dịch nhá. Các bác mua về dùng để hút dầu, hút dầu, hút xăng này, hút nước này, rồi là hút rượu này, rất tiện dụng luôn. Đó thì một cái bộ ống hút dung dịch này với giá sẽ là 30k một bộ nhá. 30k một bộ, lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ ống hút dung dịch này. Đấy, ống hút dung dịch. Đấy, cái con này nó có chức năng là tự mồi nhá, các bác không cần phải cho mồm mà các bác hút như mọi khi ấy. Đấy, rất là khó để các bác sử dụng nhá, thì các bác dùng cái này, các bác chỉ việc là lắp vào, các bác bóp bóp cho em mấy phát là nó sẽ mồi lên nhá, rất hay luôn. 30k một cái bộ ống hút dung dịch này, 30.000 bộ nhá, dùng rất ok. Đây, một cái bộ này sẽ gồm có cho bác này. Đấy, là một cái tay bóp này, một cái dây này. Đấy, đi kèm là một cái đai siết nữa, thì thực ra cái đai siết không cần lắm đâu. Đấy, đi về đây các bác nhìn nhá. Các bác nhìn trên thân cho em này, nó sẽ có là đây, nó sẽ có cái mũi tên.
Nếu mà mũi tên nó chỉ về hướng nào thì tức là cái hướng đấy thì nó sẽ là ra, và cái hướng còn lại thì nó sẽ là hút vào nhá. Thì các bác cái ống này các bác có thể cắt đôi ra. Đấy, cắt đôi ra, hoặc là các bác nếu mà các bác không được, các bác để nguyên được. Ví dụ các bác lắp vào đầu não cũng được nhá. Đấy, lắp đầu ra cũng được, hoặc lắp đầu vào. Thường thường thì nó sẽ là lắp đầu vào nhá. Lắp đầu vào. Đấy. Thì các bác lựa nó vào cái phần ống này. Đấy, các bác lựa nó vào cái phần ống. Đó, các bác lựa vào này. Đấy, sau đó có phần này. Các bác cắm vào cái chỗ mà các bác cần hút cho em, và cái phần này các bác chỉ việc bóp này. Đấy, các bác bóp cho em vài lần cái là nó sẽ tự động là nó sẽ mồi những cái phần xăng, phần dầu các thứ rồi. Đấy, rồi là nước, rượu thứ rồi các bác nhá. Rất là hay luôn. Một cái bộ này thì bên em đang bán cho bác là 30k một bộ nhá. 30k một bộ. Lên mã cho em sẽ là cái bộ ống hút dung dịch nhá, 30k. Đây các bác cùng xem video thực tế về sản phẩm này. Cái bộ này dùng rất là tiện luôn. Đây. Đấy, bình thường là các bác hút đấy xăng các bác cứ hay phải đổ này. Đấy, các bác cho lên cao này, sau đó các bác bóp cho em vài phát là nó sẽ ra nhá. Đấy, không cần phải mồi miếc gì. Bóp vài phát là tự động nó sẽ ra ngay. Rất tiện dụng luôn. Đó, rất là hay nhá. Đây. Hút chất lỏng sang chỗ khác vậy hãy mua cái này. Hút rất đơn giản, không cần dùng miệng hút mồi ống, cũng có thể hút xăng dầu, rất tiện lợi phải không ạ? Nhấn giỏ hàng mua ủng hộ mình nha. Đấy, các bác dùng để hút xăng, hút dầu, hút nước này. Đấy, các bác chỉ việc để sau đó các bác bóp cho em. Đấy thì nó sẽ ra có thế thôi, rất là hay. Đấy, và lưu ý khi mà các bác sử dụng cái sản phẩm này ấy, thì cái chỗ mà các bác muốn hút ra thì các bác phải để ở trên cao, còn cái chỗ mà các bác dùng để chứa thì các bác để dưới thấp, thì nó sẽ theo lực quán tính là nước nó sẽ đổ từ thấp từ cao xuống thấp nhá. Đấy thì nó mới xuống được, chứ còn các bác mà để ngang bằng là không thể hút được đâu, em nói luôn đấy nhá. Còn nhiều khi về các bác bảo là hút được, các bác để ngang bằng sao hút được, các bác phải để từ trên cao xuống dưới thì bắt đầu nó hút được nhá. 30.000 một cái bộ hút dung dịch nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà hàng đó là cái cây xăm thịt này. Lên mã cho là cái cây xăm thịt nhá. Cây này về dùng rất là tiện. Các bác muốn thịt thà, các bác mỗi khi mà các bác làm món những cái món ví dụ đặc biệt là món nướng này, rồi là những cái món chiên các thứ rồi, mình chiên cả tảng, mình chiên cả miếng ấy. Hoặc là các bác nướng cả tảng, các bác muốn nó gia vị nó ngấm, hoặc là ví dụ muốn bì nó nổ thì các bác mua ngay trong cái này về. Đây là một cái cây xăm thịt nhá. Đấy, nó sẽ gồm có rất nhiều cái gai nhọn bằng inox này. Đấy, nó rất là nhọn luôn. Thì các bác dùng rất là dễ, các bác chỉ việc dùng cái này các bác châm. Đấy, các bác dùng này các bác châm vào cho. Đấy thì khi mà châm thì nó sẽ tạo ra những cái lỗ nhỏ này này. Đấy, các bác châm vào bì hoặc là châm vào thịt. Đấy, để khi mà các bác ướp này thì gia vị nó ngấm vào rất là đều. Đấy, rất là đậm đà. Đấy, ăn nó không bị nhạt nhòe nhá. Đấy, và muốn bì nó nổ thì các bác dùng này các bác châm vào, thì khi mà các bác chiên lên, các bác nướng lên, bì nó nổ rất là giòn luôn. Đấy. Bên em đang gửi bác một cái cây xăm thịt này với giá là đi 30.000 một cây nhá. Lên mã thì em sẽ được cái cây xăm thịt nhá, giúp gia vị ngấm ngáp ngon hơn, giúp bì nổ giòn hơn. 30k nhá, 30k một cái cây xăm thịt này, 30.000 một cây. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà hàng đó là cái hộp bao tay thực phẩm này. Một hộp này sẽ gồm có là một cái 100 bao tay thực phẩm. Đấy, đi về các bác dùng để các bác xài. Đấy, tiết nhất các bác xài nhiều. Đấy, đặc biệt là nhiều những cái món mà cần bao tay cho nó sạch sẽ này. Đấy, các bác đi cho em cái mua trên cái đôi bao tay và các bác đi nhá, rất là sạch luôn. Đấy, một hộp này là sẽ gồm có là 100 cái nhá, một hộp là 100 cái chiếc bao tay này. Đấy, nó là dạng bao tay nylon nhá. Thì khi mà các bác dùng một lần các bác bỏ luôn. Đấy, rất ok. Giá nó hạt rẻ lắm. Một cái hộp này 100 cái thì giá nó chỉ có là đi 20.000 thôi nhá, 20.000. Đấy, bao tay thì nó là dạng nylon dẻo nhá, dạng nylon dẻo, đi nó rất là vừa tay, các bác nhìn này. Đi rất là vừa tay, đi rất là thật tay. Bình thường ấy, là các bác hay mua những cái dạng bao tay ấy, ở ngoài chợ, ngoài siêu thị ấy, đi là nó cứ hay lùm xa lùm xùm, nó rất là khó làm. Đấy, đặc biệt là các bác làm bếp làm giáp ra. Đấy, thái dao giữa con thứ mà cầm nó không chắc ấy. Đấy, chẳng may thái trượt tay cái rất là nguy hiểm. Đây, con này nó đi, các bác nhìn này. Đi nó rất là ôm tay luôn. Đấy, nó không bị thừa đâu, nó không bị thừa đâu. Đi rất là ôm tay và rất là hay. Đó. Và các bác sử dụng hoạt động nó rất là thật tay luôn. Đấy. Thì một cái hộp này, cái này em nói luôn nó rất là co giãn, các bác nhìn này. Kéo này. Đấy, kéo nó rất là co giãn, bình thường những cái kia mà các bác kéo cái nó rách ngay, con nhìn này. Kéo co giãn dã man luôn, các bác nhìn này. Em kéo nó giãn này, nó còn chưa rách này. Đấy, nó rất là co giãn luôn. Nên là khi mà các bác sử dụng nó xài rất ok. Đấy, thì một hộp bao tay thực phẩm này, một hộp là đi 100 cái nhá các bác nhá. Một hộp là số lượng là 100 cái nhà này, 100 cái này tức là vào là 50 đô nhá, tức là vào là 50 đô đấy. Thì lên mã cho em sẽ là bao tay thực phẩm nhá. Đấy, bao tay thực phẩm, bao tay nhà bếp. Giá của em là gửi bác là 20k nhá, 20k trên một hộp. Đó, 20k một hộp nhá. Một hộp là 100 cái này tức là vào là 50 đô này. Đấy. Các bác nhìn em cầm bút em viết này vẫn ok luôn nhá, không có bị vướng viết thì không có bị khó làm hay khó viết nào đâu, rất ok luôn. Đó. Một hộp là một hộp bao tay thực phẩm là 20k một hộp nhá. Một hộp là 100 cái bao tay nhá. Đấy, tức là vào là 50 đô nhá, 50 đô đấy. Đó. Rất là dẻo luôn. Các bác dùng một lần xong là bỏ luôn nhá. Đó.
Nói chung là nếu mà về làm bếp làm giáp các bác dùng một đôi này các bác dùng thoải mái luôn, dùng thoải mái luôn. Đó, và nó rất là co giãn luôn nhá, co giãn rất tốt. Đấy, nó là dạng dạng ni lông ngon, ni lông xịn đấy. Nên co giãn rất là ok. 20k một cái đôi bao tay phẩm một hộp nha. Đây là đèn quay nhá. Hôm nay thì em cũng về cái lô này. Em cũng bán nhanh xả kho. Đấy, ngày Tết cho bác giữ mua luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái sản phẩm là cái đèn quay. Đấy, cái đèn quay nhiều màu nhá. Đấy, rất nhiều màu sắc rất đẹp luôn. Giá bữa trước đang bán với bác là 60 ngàn. Hôm nay em về bác mức giá rất dễ mua luôn. 40k cho một chiếc đèn quay này. Đấy, chỉ có 40 ngàn thôi. Một chiếc đèn quay rất nhiều màu sắc nhá. Đấy, bộ sản phẩm thì nguyên hộp nha. Đó. Sẽ gồm có cho bác là một cái đuôi nhá, một cái đuôi. Đấy, cái đuôi này có kèm cả công tắc bật tắt này, rất tiện lợi luôn, và một cái con đèn. Đấy, con đèn này thì cái nguyên lý động của nó là nó cứ sẽ quay tròn nhá, quay tròn và nó tạo hiệu ứng rất nhiều màu khác nhau và nó chiếu được rất là xa các bác nhá, nó phản ra rất là xa. Đấy thì về các bác kết nối thì các bác chỉ việc xoáy vào cái đuôi này cho em này. Xoáy vào cái đuôi này. Đấy, cắm trực tiếp cái này vào trong nguồn 220 cho em. Đó. Đây, cắm trực tiếp nguồn 220 và các bác bật lên cho em. Đấy. Là bắt đầu là cứ thế là nó quay thôi các bác nhá. Cứ này nó quay tròn này, các bác nhìn này. Cứ như này là quay tròn này rồi. Đấy, và nó sẽ chiếu ra, chiếu cái ánh sáng này rất nhiều màu sắc khác nhau, rất đẹp luôn. Cái này em đang để trong cái điều kiện là nó các bác nhá. Nó hơi tối. À, nó hơi sáng một chút, đây em tắt cái đèn này. Đó, vào đây không? Khi mà tắt cái đèn đi thì nhìn nó lên nó rất là rực rỡ luôn. Đó, nhìn rất là rực rỡ nhá. Nó rất nhiều màu sắc huyền ảo khác nhau. Và nó cứ thế là nó quay tròn đi rồi. Nhìn này. Đấy, nó cứ quay tròn. Và nó chiếu rất là xa luôn. Đấy, nó chiếu được xa và chiếu được không gian rộng nhá. Đấy, nó cứ quay tròn này thôi. Đó, thì lên mã giúp cho em sẽ là siêu phẩm là đèn quay nhá. Đèn quay nhiều màu sắc khác nhau, cứ quay tròn nha. Đấy, thì ở đây nó có tích hợp cả cái công tắc bật tắt này. Lúc nào mà dùng ấy thì các bác bật lên, không dùng thì mình có thể tắt đi. Đấy, bằng cái công tắc ở cái đuôi luôn. Đấy, lúc nào dùng thì bật lên, không dùng tắt đi. Lúc nào dùng bật lên cho em. Ok luôn. Đó. À, lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là đèn quay. Hôm nay em xả kho bán em bác luôn. Chỉ còn có 40k nhá, 40k cho một chiếc đèn quay nha. Đấy, đèn quay nhiều màu sắc rất là đẹp nha. Đấy, lung linh nhưng chưa các bác, nhìn như ba sàn, nhìn như là vũ trường luôn nhá, rất đẹp luôn. Đó, về các bác dùng để trang trí ngày Tết ngày nhất các thứ, nhà cửa quá ok luôn. Tiếp theo thì em về thêm cho bác cái lô hàng, đó là cái con máy xay bột này. Đấy, máy xay bột cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này. Đó, lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con máy xay bột nhá. Một con máy xay bột sử dụng nguồn điện 220. Đó, rất tiện dụng luôn. Về cái sản phẩm này thì thông số công suất của nó thì công suất sẽ là vào 250W nhá, sử dụng nguồn điện là 220, tần số 50Hz này. Đó. Con này thì các bác có thể xay được rất nhiều những cái đồ khác nhau, ví dụ như là bột quế này, xay thành bột này, rồi là xay bột ớt này, xay bột cái này hạt tiêu này, rồi là bột đỗ này, bột gạo này, hoa hồi thảo quả này, những cái đồ gia giảm gia vị các bác muốn xay thành bột đấy thì các bác mua cho em cái này về. Đấy, hoặc là ví dụ các bác mua về mình dùng để xay gạo nấu cháo này cũng rất ok luôn nhá. Đấy, sản phẩm hàng mới nguyên hộp nha. Đấy, em vào báo giá luôn nhá. Lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái con máy xay bột các bác nhá, máy xay bột đi. Đấy, máy xay bột này. Máy xay bột này thì bữa trước bên em đang bán là 160 ngàn. Đấy, hôm nay em giảm giá cũng thanh lý xả kho bán nhanh các bác luôn, chỉ còn có 120 nghìn thôi, bán nhanh luôn. 120 ngàn một con máy xay bột nhau nhá, 120k mới keng luôn và cực kỳ dễ dùng nhá, cực kỳ dễ dùng, dễ sử dụng nhá. Và em nhắc lại với các bác là cái con này nó chỉ chuyên dùng để các bác xay khô thôi nhá. Đấy, xay bột khô nhá, chứ còn xay bột ướt là không xay đâu, chỉ chuyên dùng cho xay bột khô thôi. Đấy thì về rất là dễ dùng, các bác chỉ việc mở nắp này, cho cái đồ các bác cần xay cho vào đây. Đấy, và các bác cắm trực tiếp vào nguồn điện 220. Đó, và khi mà các bác đậy cái nắp này vào, nó sẽ có một cái công tắc ở đây này. Đấy, các bác ấn vào đây. Đấy, ấn vào đây. Là cứ thế là nó quay thôi các bác nhá. Cứ thế là nó quay là nó xay thôi. Xay cực kỳ mịn luôn. Riêng dòng này xay rất mịn nhá. Nếu mà không mịn thì bên em không lấy tiền các bác luôn. Các bác cứ về xay test cho em thoải mái luôn. Đó, các bác nhìn dần phần lưỡi nó này. Lưỡi nó kiểu dạng là lưỡi xoắn, lưỡi kiểu nhiều cạnh em nhá, nên là nó xay rất là nhuyễn nhá, xay cực kỳ nhuyễn luôn. Đấy, cái phần trên này thì toàn bộ nó inox 34, rất chắc chắn luôn nhá, bền. Đấy, chất lượng. À, cầm khá là nặng tay nhá. Đấy. À, lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái máy xay bột khô nhá, máy xay bột khô. Đấy, xay đỗ tương này, xay gạo này, xay các kiểu các loại này, xay bột ớt này, xay bột quế này, các thứ luôn. Đấy. 120.000 một chiếc nhá, 120k cho một cái con máy xay bột khô này, xay rất nhuyễn luôn nhá. Đấy, xay nhuyễn luôn, các bác không cần phải mang ra quán xá gì. Mình chỉ việc ví dụ ở nhà mình có tí món cháo, món lão thứ đó. Mình muốn xay tí bột gạo để mình nấu cháo thì các bác cho luôn đây, các bác xay này. Đấy, cho luôn là xay rất tiện luôn. Xay tí cái là các bác cho là các bác nấu luôn, ok luôn. Đó.
máy xay bột khô nhá. 120k nhá, 120k cho một chiếc máy xay bột khô này, dùng điện 220. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cuộn dây phơi quần áo này, em xả kho luôn cái mã này luôn. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là dây phơi đồ. Đấy, dây phơi đồ và dây phơi quần áo đều được. Nên em giảm giá xả kho bác dễ mua luôn. Giá chỉ còn có 10.000 một cuộn thôi. 10k một cái cuộn dây phơi nha. Với chiều dài tổng thể là 5m nhá, 5m. Đó, 5m. Có 10.000 một cuộn thôi, bán nhanh xả kho bác luôn. Mỗi cuộn này thì nó đều có cái móc cài nhá, đều có cái móc cài luôn đây này. Đấy, đều có móc cài luôn. Đây nó có cái móc cài, ở đầu này nó có móc cài luôn nhá. Đấy hai đầu hai móc cài. Và ở đây thiết kế rất hay. Đấy nó có những cái phần Q1 này. Đấy thì khi mà các bác treo đồ, các bác treo vào những cái khe này thì nó không bị bay đồ nhá. Đấy không bị bay đồ phơi đồ. Riêng con này thì các bác cứ rầm rã treo ngoài mưa nắng thoải mái treo luôn. Vì như em cũng đang dùng cái sợi này từ đợt đầu năm, em cũng rầm rã phơi ngoài mưa nắng thoải mái mà. Cũng không rõ là nó đồng cái chất cước gì nhưng mà em thấy nó siêu bền luôn. Nó bền dã man luôn ạ. Nắng mưa các thứ là các bác phơi ngoài trời cho em thoải mái luôn. Đấy, các bác dùng về phơi đồ này, mình phơi chăn, phơi màn, các thứ phơi chiếu này này rất chắc chắn luôn nhá. Đấy mua mình xem chiều dài, chiều giếc các thứ mình cần bao nhiêu thì các bác cứ tính ra. Một cuộn này là 5m này. Đấy các bác tính xem mình cần mua bao nhiêu mét thì các bác mua nhá. Và con này có thể là nối tiếp vào với nhau được vì nó có cái phần móc này này. Đấy có phần móc này rất ok luôn. Giá thì bình dân hạt rẻ thôi. Mà em xả kho bán này nó luôn chỉ có 10.000 một cuộn nhá. 10.000 một cuộn dây phơi. Siêu bền luôn nhá, dòng cước cực kỳ bền. Đấy, nó là dạng cước rất bền luôn. Đó. Là 10k một cuộn nhá. Một cuộn này dài được là 5m này. Đấy, một cuộn dài 5m. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy, rất là ok luôn. Đấy các bác về dùng, mình dùng để phơi đồ đấy, phơi đồ, phơi quần áo móc lên rồi là ví dụ chăn màn ấy ra. Đấy, nó có những cái phần lỗ nhá. Ví dụ là gió nó có bay quần áo thứ không vấn đề đâu ạ. Đấy nó không bị rơi, không bị các thứ nhá. Đó, cực kỳ chắc chắn luôn. Đó, về các bác cứ dầm mưa dãi nắng cho em thoải mái. Con này dầm mưa dãi nắng cực kỳ ok luôn. 10k một cuộn nhá, 10k một cuộn. Một cuộn dài là 5m thôi nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái xốp mút rửa bát này. Đấy, một cái combo xốp mút rửa bát này thì sẽ gồm có là đi tổng là 3 miếng nhá. 3 miếng để về các bác dùng rửa bát, rửa đĩa thứ là rất ok luôn. Đấy, rất sạch nhá. Đây, nó sẽ gồm có một cái combo này, nó sẽ gồm có là 3 miếng. 3 cái miếng mút rửa bát này. Đấy, 3 cái miếng mút rửa bát này. Một cái miếng này sẽ gồm có là hai mặt này. Đấy, các bác về dùng để rửa bát, rửa đĩa rất sạch luôn. Đó, đây. Một combo là các bác mua là được 3 miếng này. Đấy, sẽ gồm có là một cái mặt nhám để các bác có thể là ví dụ như là những cái chỗ nào mà nó két vào các bác dùng để các bác đánh nhá. Và một cái phần trơn này để các bác rửa bình thường. Đó, về rất là ok. Về rửa xoong, rửa nồi, rửa đồ, rửa đạc các thứ như mình. Rất là hay luôn. Một cái combo này là một cái combo miếng mút rửa bát này là 3 miếng này, với giá thì chỉ có 10.000 thôi nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái combo miếng mút, miếng xốp rửa bát nhá. Đấy, một combo này là 10k nhá, 10k. Lên mã giúp em sẽ là cái miếng xốp rửa bát. Xốp rửa bát nhá. Đấy, xốp rửa bát, một combo 3 miếng nhá. Đấy, một combo là 3 miếng, bán một combo này là 10.000. Đấy, 10.000 3 miếng nhá, rất ok luôn. Đó, giá rất bình dân. Mua về rửa bát, rửa đĩa, thứ rửa đồ đây thì mình ok luôn. Có hai mặt nhá, một mặt là mịn và một cái mặt là nhám để các bác kỳ những cái phần cứng đầu, còn cái phần mịn này các bác cọ rửa bình thường. Đó, 10k các bác nhá, 10k. Rồi mã hàng tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ chổi quét bụi này. Đấy, cái bộ chổi bụi nó rất là hay. Cái bộ này nó thiết kế rất là hay là nó rất là nhỏ nhỏ xinh xinh này. Đấy, các bác dùng ví dụ như là trên những cái chỗ ví dụ như là ban bàn thờ này, các bác dọn dẹp này. Đấy. Rồi là những cái chỗ khe kẽ là mình mang cái con chổi to nên rất là lồng còng thì các bác mua cho em cái bộ này về. Một cái bộ này thì chỉ có 30.000 thôi. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái bộ chổi cắt bụi ở ban bàn thờ nhá. Đấy, bộ chổi cắt bụi ở ban bàn thờ. Đấy, hoặc là cái bộ chổi cắt bụi mini đó. Đấy, bộ chổi cắt bụi này. Chổi cắt bụi mini nhá. Chổi quét bụi mini. Đấy, các bác dùng ở quét ở ban bàn thờ thứ là những cái chỗ mà kia kia. Đấy, không cồng cành các bác không lôn được thì các bác lấy mua cho cái bộ này về. À, giá bộ này đang gửi bác là 30k một bộ nhá. 30k. Một cái bộ này sẽ gồm có là một cái con chổi này và một cái gầu hót rác nhá. Đấy, ví dụ như các bác dọn dẹp cái phần ban bàn thờ. Đấy, nó nhỏ gọn. Xinh xinh này. Đấy, các bác dùng để các bác khua khua những cái bụi này, những cái phần khe kẽ đấy các bác khua rất ok. Đấy, rồi các bác có thể dùng cái con chổi này, những phần khe kẽ các bác dùng để các bác phẩy này. Đấy, các bác phẩy, các bác dọn dẹp những cái phần khung cửa sổ này cũng rất là hợp lý luôn nhá. Giá thì bình dân thôi. Nó chỉ có 30.000 một bộ thôi nhá. Đấy, cái phần đầu nó sẽ phần cước này. Đấy, phần cước rất là bông luôn. Đó, phần cước rất là dẻo và bông. Đấy, và một cái gầu hót rác đi kèm nha. Giá là gửi bác là 30k một bộ nhá. 30k một bộ. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ chổi quét bụi mini nhá. Bộ chổi quét bụi mini. Dọn dẹp ban bàn thờ khe kẽ những cái chỗ mà
cồng kềnh, các bác không mang được những bộ chổi to này, các bác mua trên cái bộ này về đấy, 30k một bộ chổi cắt bụi mini nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái hộp cái hộp này là cái hộp tẩy xanh này, lên mã giúp em sẽ cái hộp tẩy xanh để về các bác dùng để tẩy xoong tẩy nồi đấy, dịp cuối năm các bác dọn dẹp nhà cửa này đấy, xoong nồi thứ là các bác cũng là đánh rửa sạch sẽ, thì các bác mua trong cái lọ này về. Một cái lọ tẩy xanh này thì giá là bình dân thôi, nó chỉ có 20.000 một lọ nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái lọ tẩy xanh nhá, lọ tẩy xanh, tẩy xanh các bác dùng để tẩy xoong nồi nhá, 20k nhá, 20k một cái lọ tẩy xanh nha, 20k một lọ này, đó giá cực kỳ bình dân luôn. Đây thì nó là cái dạng, đây nó là cái dạng bột bột này này, đấy một cái dạng bột này, thì cái này về rất là dễ xài thôi. Ví dụ xoong nồi nhà mình thì các bác rửa qua cho em một cái lượt nước đi, sau đó các bác dùng này các bác phết lên, phết lên và các bác dùng cho em cái cọ xoong bằng sắt ấy. Đấy cái cọ xoong bằng sắt nhà mình vẫn hay xài các bác, kết hợp với lại cái cọ xoong bằng sắt rồi đấy, các bác dùng để các bác kết hợp với cái bột này các bác đánh rất là sạch luôn đấy, sạch hết những phần cặn bẩn nó bám lâu ngày thứ này, dầu mỡ nha, rất ok luôn. Giá một hộp này là 20k một hộp nhá, 20k một hộp. Lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp tẩy xanh, hộp tẩy xoong nồi đấy, hộp tẩy xanh, hộp tẩy xoong nồi, giá đang gửi bác là 20k đây, chuyên dùng để các bác dùng để tẩy xoong tẩy nồi cái thứ này đấy, sạch sáng bóng cực kỳ ok luôn, 20k một hộp nhé. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này, cái này em bán khá là nhiều rồi các bạn, đây các bác cùng xem này. Đa năng này không biết nó có được tốt như quảng cáo không mọi người, cùng mình thử nhá. Điện thì chảo của mẹ mình đang bẩn, thế là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch, sau đó dùng cái búi rửa bát và trà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước, và đây là kết quả. Ui, nó sạch thật sự luôn, mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy ấy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Đó thực tế về sản phẩm nhá. Đấy khi mà các bác dùng xong rất là mới xong nồi luôn. 20k nhá, 20k một hũ tẩy xanh, một hũ tẩy xong nồi nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ nạo 3 món này. Đấy, bộ nạo rất là hay, một cái bộ nạo sẽ gồm có là 3 món. Các bác mua về dùng để dịp Tết nhất, nhiều cỗ bàn là thứ các bác mua về cho em. Đấy, mình nạo các thứ hoa quả này ok luôn. Một cái bộ nạo này sẽ gồm có là một cái cây nạo này. Một cái cây nạo thì nó sẽ có là hai kiểu nạo nhá. Một cái kiểu nạo thường và một cái kiểu nạo sợi này. Đấy thì các bác nạo sợi các bác nạo cho em phần bên này. Nạo thường là các bác nạo cho em phần bên này. Đấy tay cầm rất chắc chắn luôn. Toàn bộ sẽ là inox 304 nhá. Đấy. Và một cái cây nạo kiểu dạng nạo ngang tay này. Nhiều bác cầm cái kiểu dọc này các bác không cầm được thì các bác có thể chuyển qua cầm cái kiểu ngang tay này. Đấy cầm cái kiểu ngang tay các bác cầm cái cây này. Và một cái con dao nhá, một cái con dao. Đấy con dao để các bác tỉa tót hoa này, rồi là những cái phần nó sâu ở trong quả kia rồi các bác dùng được, các bác khoét các bác khều ra. Đấy rồi là ví dụ như là các bác có những cái món lòng gà lòng vịt ấy, các bác dùng cái con dao này các bác xía làm lòng gà lòng vịt rất tiện luôn. Đấy con này em làm xài thích cực kỳ. Và đằng sau nó có một cái rất là hay là một cái zip này. Đấy ví dụ những cái phần lông gà lông vịt, lông non lông măng các bác dùng được, các bác zip các bác gấp ra rất ok luôn. Đấy một bộ nạo này sẽ gồm có là cho các bác là 3 món và rất là nhiều những cái chức năng trong cái bộ nạo này. Nạo thường, nạo sợi này, rồi là có dao giếc, dao nhỏ nhỏ đi kèm. Một bộ này thì giá bình dân thôi, chỉ có 30.000 một bộ thôi nhá, 30.000 một bộ. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái bộ nạo 3 món nhá, inox 304 cực kỳ sắc bén luôn, nạo sắc ngon lắm. Bộ nạo 3 món này, bộ nạo 3 món này với giá bên em đang gửi bác là 30k một bộ nhá, 30.000 một cái bộ nạo 3 món nhá, 30k một bộ. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây cọ cốc silicone để về các bác Tết nhất mình rửa cốc rửa chén này, rất cần một cái cây cọ cốc này. Đấy đặc biệt là những cái dòng cốc mà cốc nó sâu ấy, cốc nó sâu, cốc nó dài thì các bác mua cho em mấy cốc này về, mua cho em mấy cây cọ này về các bác cọ nhá, dùng rất hay luôn. Đây đấy, ví dụ như đây cái cốc này thì không nói thì các bác có thể luồn tay được, hoặc là những cái cốc mà nó dài hơn, nó sâu hơn, đấy dài hơn khoảng tầm là 20cm này, cốc nó rất là sâu các bác không thể luồn tay vào được nhá, thì các bác mua cho em cái này về các bác luồn nó vào đấy, các bác dùng để các bác cọ này. Đấy cọ rửa cái phần cốc, những cái phần cốc sâu nhá, cốc này rồi là chai lọ, những cái phần mà những cái đồ mà nó sâu để các bác xỏ cái này vào để các bác cọ cho em nhá. Đấy cái phần đầu này của nó sẽ là dạng đầu silicone nhá, nên khi mà các bác cọ ấy, nó rất là sạch cũng như rất là mềm, nó không lo nó bị xước đồ, và đồng thời nó chà hết những phần cấu ghét bẩn ở trong cốc mình ra. Đấy tay cầm cán nhựa nhá, con này nó dài, chiều dài nó dư khoảng tầm là 25-27cm, khá là dài đấy. Đó thì bên em đang gửi bác một cái cây cọ cốc đầu silicone nhá, với giá sẽ là đi 20k một cây nhá, 20k một cây thôi, 20k một cây. Đó 20k. Lên mã cho em sẽ là sản phẩm là cái cây cọ cốc đầu silicone nhá, đang gửi bác là 20k. Các bác cọ những cái cốc nó sâu, những cái chai lọ nó sâu các bác không luồn tay được thì các bác dùng cái này, các bác luồn vào để các bác cọ nhá, rất ok luôn. 20k một chiếc nhá.
Tiếp em về một cái mã hàng rất là hay, đó là cái này là cái túi đất sét này, cái túi đất sét đấy. Cái túi đất sét này em báo giá luôn, bên em gửi bác sẽ là 5k nhá, 5k một cái túi đất sét nha, chỉ có 5.000 một túi thôi đấy, 5.000 một túi đây. Nó là cái dạng đất sét như này đấy, dạng đất sét dẻo nhá. Đó thì đây, nó như kiểu là một cái miếng đất nặn nhá, một cái miếng đất nặn. Đó, một cái miếng đất nặn này. Thì ví dụ như là những cái chỗ lỗ nào mà các bác muốn bít vào ấy, rồi là những cái phần lỗ điều hòa, rồi là những cái phần lỗ hở, rồi là những cái chỗ chi tiết hở các bác muốn bít vào thì các bác mua cho em cái này về. Nó là thực ra nó không phải là đất đâu, nó là cái một cái dạng chất liệu mà em không rõ lắm, như nó dẻo dẻo như kiểu xốp ấy. Đấy, và nó cũng có độ dính ấy, có độ dính, độ bám, và nó có độ liên kết với nhau. Ví dụ các bác giật đất này này, đấy, các bác muốn dính lại với nhau nhá. Đấy, các bác chỉ việc quặn em cái này, quặn vài phát. Đấy, thế là nó lại dính liên kết chặt với nhau luôn, rất hay nhá. Đấy, và nó có thể dẻo dẻo uốn uốn này. Đấy, vì về các bác bít vào những cái phần lỗ lỗ các thứ này, đấy, lỗ điều hòa, rồi là những cái phần lỗ hở này, rồi là những cái chi tiết các thứ nào, các bác bịt vào nhá, rất hay luôn. Lên mã em sẽ là cái túi đất sét này, thì bên em đang bán một túi đất sét này là 5k một túi này. Đấy, về những cái lỗ các bác bít vào nhiều cho em nhá. 5k một cái túi đất sét này nhá, 5k một túi. Em vừa xem lại cái này thì chuẩn của nó là cái dạng xi măng các bạn, nó là cái dạng xi măng chống thấm nhá, xi măng chống thấm, xi măng dẻo nhá các nhá, rất là hay. Đấy, về các bác những cái phần lỗ hở các thứ các bác dùng này có bít vào trong. Đấy, bít vào. Thì đây, một cục này em đang bán, một cục em vừa bóc ra một túi này thì sẽ được một cục như này. Đấy, một cục cũng tầm một nắm tay này. Thì là 5.000 một túi nhá, thì nó sẽ ở trong túi sẵn này để cho nó đỡ bị khô ạ. Đấy, còn về các bác một thời gian là các bác để nó sẽ khô đi. Đấy, nó sẽ khô đi. Đấy, em bóc qua chắc là khoảng tầm hơn tiếng rồi, nó vẫn rất là dẻo luôn. Đấy, về những cái chỗ nào mà các bác lỗ liếc các thứ là các bác phết cho em. Đấy, các bác bịt vào rất hay. Đây, các bác cùng xem một cái video này. Đây, có nhiều cái chỗ mà dư thừa như vậy thì nên dùng cái xi măng chống thấm để nhét vào này, để che đi cái khuyết điểm mà đi, hoặc là mấy cái lỗ điều hòa của mình á, chét vào để đỡ hao tiền điện. Những lỗ dư thừa này mình có thể chét vào. Đây là xi măng dẻo chống thấm, có thể dùng khoảng 4 tiếng sau nó sẽ khô cứng lại, mình có thể đổ nước vào để cho nó mềm ra rồi bóc ra thôi. Rồi các bác có nhu cầu thì có thể bấm mua nhá. Đấy, rất hay nhá. Cái này thì các bác để thì nó sẽ khô, còn nếu mà các bác muốn nó dẻo thì các bác đổ nước vào cho nó dẻo để các bác bóc ra, rất là hay luôn. Đó, nó là dạng xi măng dẻo, xi măng chống thấm. Thì các bác cứ lên mã nha, sẽ là cái cục xi măng hoặc là cái cục đất sét đều được. Đấy, bên em đang gửi bác là một cái sản phẩm, một cái túi này này. Một cái túi này là 5k một túi này, 5k một túi nhá. Đấy, các bác lấy mấy túi thì cứ báo nha. Đấy, bán rẻ bác là 5.000 một túi thôi. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó, cái máy đánh trứng này. Để mã em sẽ là máy đánh trứng hoặc là cái máy đánh tạo bọt cà phê được. Đấy. 30k nhá, 30k. Các bác về dùng để tạo bọt cà phê, đánh cà phê này, rồi là các bác đánh trứng này đều được luôn. Đấy, rất là hay. 30k nhá, 30k một cái chiếc máy đánh trứng đánh cà phê này. Đấy, khá chắc chắn luôn nhá. Đây là phần công tắc này. Đấy, phần công tắc. Thì cái này rất là dễ xài thôi. Về các bác tháo cái phần nắp ra. Lắp cho em hai viên pin rồi nhá. Con này nó sử dụng hai viên pin to nhá, hai viên pin to. Lắp cho em hai viên pin thôi. Đây để đợi chút em lắp pin rồi cho em quay bác con này. Đây nhá, về thì bác lắp cho em hai viên pin, hai cái viên pin con thỏ vào. Đây này, lắp hai viên pin con thỏ vào. Các bác lắp vào. Đậy nắp vào là cứ thế là máy chạy thôi nhá. Máy chạy rất là khỏe đấy. Đây. Đó, máy chạy rất là khỏe luôn. Nó cái độ ngoáy của nó rất là hay. Cái độ ngoáy nó rất là tít luôn nhá. Đấy, cái độ ngoáy của nó để các bác dùng để đánh trứng này. Rồi là đánh tạo bọt cà phê, đây cái phần đầu nó này. Nó thiết kế dạng lò xo này. Đấy, đánh dùng để đánh trứng tạo bọt cà phê nhá. Đây này. Nó lắc rất là khỏe luôn. Đó. Đây để em. Đấy, các bạn nghe tiếng này. Các bạn nghe tiếng chưa? Cái độ lắc của nó rất là khỏe luôn nhá. Đấy, mình dùng để đánh trứng tạo bọt cà phê thì cực kỳ nhiều bọt luôn. Đó, thấy không? Chỉ cần hai viên pin thôi nhá, không cần nhiều, cần hai viên pin thôi các bác lắp vào là xài. Rất hay. Đó, cho vào tí cái là bọt hoặc trứng, bọt cà phê thứ là nó bông luôn nhá. 30.000 một cây nhá. Lên mã em xem cái máy đánh trứng nhá. Máy đánh trứng tạo bọt cà phê 30k một cây. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái chổi cọ sàn kèm cái chổi cọ sàn nhà kèm với cả gạt nước này. Đấy, để về các bác sử dụng tết nhất các bác gạt nước này. Rồi đó các bác cọ sàn nhà rất là sạch luôn. Đấy thì một cái bộ chổi đầy đủ phụ kiện trong một chiếc túi này. Thì về các bác lắp đặt và xài nhá. Nó sẽ gồm có là thân chổi này, đầu chổi nhá. Đầu chổi thì rất là nhiều những cái lông, và nó thiết kế theo dạng là kiểu dạng đỉnh núi này. Để đặc biệt là các bác những cái phần khe kẽ các bác lách vào các bác cọ rất ok. Và có đi kèm đó là một cái phần thanh gạt nước này nhá. Đấy, ví dụ khi mình
cọ xong các bác dùng, có thể dùng các bác gạt nước đi luôn cho nó khô luôn nhá, rất ok luôn. Đấy, về các bác lắp đặt vào thì em sẽ hướng dẫn bác luôn. Đầu tiên là bác lấy một cái đầu này, đấy, lấy một cái đầu này nhá, các bác lượn nó vào này, đấy lượn nó vào. Đó, các bác lượn nó vào, kêu tạch cái là sẽ vào này. Đấy, sau đó là các bác sẽ lắp tiếp cho em một cái phần đây, cái đầu nạo được đây, cái đầu vào các bác xoáy vào. Cái này thì nó rất là dễ dàng dụng rồi. Đấy, các bác lắp nó vào nhá. Tiếp theo một đoạn nữa, lắp tiếp một cái đoạn nữa vào. Cái này thì khi mà các lắp dài vào nó chắc nó rơi khoảng tầm hơn mét, tầm mét 2, mét 3. Đấy, khá là dài. Các bác sử dụng thì cũng không lo phải cúi người đấy rồi. Và đây cái phần đầu này, lắp cho em cái phần đầu này vào. Đấy. Ở nó xuống lắp cho em vào là xong. Xoáy vào nhá, chỉ việc xoáy thôi, cái này toàn bộ bằng gen mà xoáy vào. Đấy là cứ thế các bác dùng thôi. Mình dùng để cọ sàn này. Ngoài ra thì có chức năng cọ sàn, các bác có thể bẻ những cái phần góc để các bác cọ những phần ngóc ngách này, phần khe kẽ này. Đấy, và khi mà mình cọ xong thì các bác có thể bẻ thẳng ra để các bác dùng để gạt gạt này. Đấy, gạt nước khô hoặc là các bác có thể là gạt kính mà lại được, ok luôn nhá. Gạt kính bằng cái này được luôn. Đó thì lên mã anh em sẽ là cái chổi cọ sàn kèm cả gạt nước luôn. Chổi cọ sàn kèm cả gạt nước nhá. Thì bên em đang bán cho bác là 50k một cây thôi, 50.000 một cây. Đây các bác cùng xem thực tế về cái mã sản phẩm này. Cái này là Tết bán cực kỳ nhiều luôn, Tết năm ngoái bên em cũng bán rất là nhiều nhá. Đây các bác cùng coi thực tế về sản phẩm này. Ủa đây. Rồi, lần đầu tiên mà tôi chà cái nhà tắm hết có 3 phút đồng hồ á. Tại sao người ta có thể thiết kế ra cái cây chà sàn nhà tắm tuyệt vời dữ vậy trời? Thiết kế gọn nhẹ mà dài hơn 1 mét rộng, mình chà không cần phải cúi người đau lưng. Lông bàn chải thì nó được vắt xéo và xoay 180 độ, chà được mọi ngóc ngách luôn mọi người. Nó còn có cả cái miếng gạt cao. Đấy, các bác nhìn cái phần, những cái phần ngóc này, cái con này nó cọ được, đặc biệt là những cái phần khe, cái phần ngóc ấy rất là dễ dàng luôn. Mềm giúp mình gạt nước khô ráo và sạch sẽ nữa. Đây nè, mấy cái góc. Đấy, các bác nhìn gạt nước này, thích không? Mọi người đâu có cái cây chà nào có thể. Đấy, những cái phần đâu, ngóc này. Đấy, những cái phần ngách này. Những cái phần ngách nó luồn vào, nó cọ rất là sạch luôn. Chà tường, chà góc kẹt rất là thích, mặc dù gọi lần đó. Đầu tiên mà tôi chà cái nhà tắm hết có 3 phút đồng hồ á. Đấy, người ta có thể cọ rất sạch luôn, cọ trên tường này, cọ dưới sàn này, cọ khe kẽ phần ngóc ngách này, những cái phần góc tường này. Vì nó thiết kế theo cái dạng là vắt chéo nên là các bác cọ nó rất là dễ cọ nhá. Đấy, khi mà cọ xong thì các bác có thể dùng, các bác gạt đi cho nó khô đi, rất là sạch sẽ, ngon ngon lành luôn nhá. Đó. Giá rất hạt rẻ, bình dân 50.000 thôi. Mua về các bác cọ rửa nhà tắm này, cọ nhà vệ sinh này, cọ sàn nhà mình này. Đấy, chuẩn bị dịp Tết nhất này, rất ok luôn. Đó, có thể là xoay các hướng các kiểu luôn nhá. 50k thôi, về lắp đặt và là xài. Đây, cái phần này nó thiết kế dạng vắt chéo này, những cái phần ngóc, những cái phần góc tường các bác cọ, các bác bẻ nó chéo đi một chút này. Đấy, để các bác dùng, các bác cọ vào nó rất là ok. Đấy, có phần gạt nước nhá, ok luôn. 50k một cây nhá, 50k một cây. Chổi cọ sàn nhà kèm gạt nước. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái hàng, đó là cái cây chổi quét trần nhà nhá. Đấy, lên mã như em sẽ là cái cây chổi quét trần nhà để về các bác dùng để dọn dẹp vệ sinh. Đấy, quét trần quét bụi trên trần nhà nhé các bác nhá. Đấy, trên những cái chỗ vị trí cao thì các bác mua cho em cái cây này về. Nó sẽ gồm có là một cái đầu chổi lông nha. Đấy, một cái đồ chổi lông để các bác quét màng nhện, màng nhủng các kiểu này. Và một cái cây gậy này. Đấy, cây gậy rất là hay, nó thiết kế là theo dạng rút nhá. Đấy, các bác cứ dùng đến đâu là các bác rút ra đấy nhá. Rút lên thì khi mà rút lên thì chắc chiều dài nó được khoảng tầm là 2,5 mét nhá. Đấy, 2,5 mét với cộng 10 người các bác khoảng tầm 1,5 mét nó là rơi khoảng tầm trần nhà 4 mét là rất là vừa đẹp rồi các bác nhá. Rất là vừa đẹp rồi đây. Nó rút ra rất là dài luôn nhá, rút ra rất là dài luôn đây này, coi nhìn này. Đấy, khi mà rút ra rất là dài luôn. Đó. Đấy, về các bác lắp đặt vào. Đấy. Lắp đặt vào. Lắp đặt vào cái phần đầu chổi này. Đấy thì đây là cái phần đầu lắp đặt, các bác về xoáy vào cái phần đây. Xoáy vào cái phần đầu này để các bác lắp vào. Đó, lắp vào. Đây của nó là gen xoáy nhá, các bác chỉ việc xoáy vào thôi. Đấy, sau đó các bác dùng để các bác cọ. Đấy, cọ trần nhà các thứ này. Đấy, và các bác có thể bẻ cong đi. Bẻ cong đi nhá, để các bác cọ những cái phần ngóc ngách, là các bác cho đây, các bác cọ những cái phần ngóc ngách rất là ok luôn. Cái lông này thì nó rất là bám cái phần màng nhện, thứ nó bám rất là tốt luôn nhá. Đó. Dùng xong rồi mình có thể giặt rũ phơi khô đi, lần sau tái dụng được nhiều lần nhá. Đấy. Và nếu lúc bên dưới mà các bác muốn dùng thì các bác cũng có thể thu ngắn vào để các bác phẩy những cái bàn ghế thứ bên dưới thì nhà mình cũng ok luôn. 50k một cây nhá. Lên mã thì em sẽ cái cây chổi quét trần nhà nhá. Chổi quét trần nhà có thể là kéo ra rút vào được nhá. Chổi quét trần nhà này, chổi trần nhà. Chổi trần nhà đang có giá là 50k nhá, 50k một cây. Đấy, 50k một cây chổi trần nhà nhá. Có thể điều chỉnh tung rồi mới biết sự tiện lợi của cây chổi phối bụi có thể kéo dài này. Nó có thể kéo dài đến độ cao 2,8m, hơn nữa còn có thể uốn cong theo ý muốn. Bụi ở những nơi quá cao như nhà chúng tôi, dùng cây chổi phối bụi này quét một lần là sạch sẽ. Nó hấp thụ tính điện không bay bụi trở lại, không sợ bụi bay xuống phía dưới. Dùng nó để dọn dẹp những góc nhỏ trên cao mà bình thường không thể với tới rất tốt. Dùng xong có thể gấp gọn lại, đặt mua ở giỏ hàng góc trái màn hình.
Đúng đấy, rồi, thực tế về sản phẩm cái cây trổ chân nhà nhá, dùng rất ok luôn. Đấy, cái này em đang bán rất nhiều luôn, các bác về dùng để dọn dẹp trần nhà, những cái chỗ trên cao, đấy các bác quét bụi, màng nhện, các thứ rất sạch sẽ luôn. Đấy, dọn dẹp nhà cửa dịp cuối năm nó ok luôn nhá. 50k một cây nhá, 50k một cái cây trổ quét trần nhà này, 50k một cây. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái khay chữ nhật đấy. Trước thì em vẫn đang bán khay to đấy, thì giá khay to đang bán là 40.000, và đợt này thì nó có về thêm cho bác là cái khay nhỏ nữa. Đây cái khay nhỏ, đây khay nhỏ thì giá sẽ là 20.000 nhá, 20.000. Thì hai cái mã khay này nó đều có nắp đi kèm luôn nhá. Thì đây cái khay to nó, đây khay to là 40, khay nhỏ thì là 20 nhá. Đấy, để về các bác đựng những cái đồ ăn các thứ nhà mình đấy, bảo quản đồ ăn để trong tủ lạnh này, rồi là có view các bác mang đi làm này, đấy đi công sở này, mình mang những cái hộp nhỏ nhỏ xinh thì cũng ok, hoặc có ví dụ ở nhà thì các bác bảo quản những cái đồ ăn hoặc là mình đựng đồ ăn với cũng ok nhá. Su 304 rất ok luôn. Cái này là cái khay to, cứ lên mã giúp em sẽ là cái khay chữ nhật nhá. Khay này là khay to, khay to này sẽ có giá là 40.000 và khay nhỏ này sẽ có giá là 20.000, và đều có kèm nắp nhá, đều có kèm cái nắp đậy bằng nhựa nha, bằng nhựa trong suốt luôn. Đây sẽ đo cho bác về cái phần kích thước này. Cái con khay to này sẽ có chiều dài là 25 này, chiều rộng của nó vào là đi 20, 25 x 20 nhá, đấy là cái khay to. Còn cái khay nhỏ thì đây, khay nhỏ này của nó thì là vào 13 nhá, 13 rưỡi này, 13 rưỡi nhân với lại đi 10 nhá, 13 rưỡi nhân với 10, 13,5 nhân với 10 nhá, đấy là cái khay nhỏ. Còn là cái khay to đây, khay nhỏ này sẽ có giá là 20.000 một khay nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái khay chữ nhật cỡ nhỏ nhá, thì là 20.000. Còn cái khay chữ nhật cỡ lớn cơ nhá, cái khay chữ nhật cỡ lớn cỡ to thì là 40.000 nhá, 40.000. Nói chung là nó chênh nhau 20.000 một cái, chênh nhau 20.000 một cái. Khay rất là đẹp luôn, dày cực kỳ, dày dã man luôn. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra cầm nó dày cực luôn. Đấy, thì hai cái mã này nó đều có kèm nắp hết nhá, đều có kèm nắp để ví dụ như các bác có bảo quản đồ ăn. Đấy, mình đậy vào nó đỡ bị những cái con côn trùng vi trùng thứ nó vào này. Đấy, rồi là mình mang đồ đi, ví dụ mang đi đồ đi làm hoặc là bảo quản để trong tủ lạnh các thứ ra nó không bị bay mù bay hơi nhá. Đó. Đây cái khay nhỏ này cũng rất là vừa anh chị. Đấy các bác đựng những cái đồ nhỏ nhỏ lắp vào đây này. Còn cái khay to ví dụ nhiều đồ ăn thì các bác cho vào khay to này. Đấy ví dụ còn các bác mang đi làm, đi công sở, đi chơi, đấy, đi du lịch các thứ ra. Đấy thì các bác đựng vào cái khay này cho em, rất là hợp lý luôn. Khay nhỏ thì là 20.000 nhá, còn là khay to thì là 40.000. Đấy thì khay to hai khay này thì đều có kèm nắp nhé. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái khay chữ nhật nhá, cái khay chữ nhật cho nó dễ. Đấy khay chữ nhật đó. Và tiếp theo là một cái món đồ về vệ sinh nhà bếp này, một cái combo luôn, một cái combo gồm sẽ gồm có là máy này, máy trà cọ rửa vệ sinh nhà bếp này, và một cái chai xịt vệ sinh nhà bếp nhá, rất ok luôn. Đấy thì em sẽ giới thiệu từng món một. Đầu tiên thì lên luôn với bác mã hàng đó là cái con máy trà bếp nhá, hôm nay em cũng xả kho cái mã này luôn. Lên mã thì em sẽ là sản phẩm là máy trà bếp này. Máy trà bếp này thì bữa trước đang bán bác là giá là 150.000, hôm nay em về bác mức giá rất dễ mua luôn, 100k nhá, 100k một con máy trà bếp này, 100.000 một máy nhá. Con này cực kỳ là hay, đấy về các bác dùng để trà đồ, trà bếp giáp các thứ nhà mình tết nhất nơi rồi. Đấy, các bác trà cọ rửa rất tiện dụng nhá. Đấy, trà đồ vật, trà nhà bếp. Một con máy sẽ gồm có là một thân máy này, đấy, một thân máy đi kèm là một cái đầu mút đánh bóng này, một cái đầu bàn chải cọ này, một cái cọng dây cáp sạc, đầu bông có thứ phụ kiện đi kèm. Đó. Thì cái sản phẩm này thì nó có pin sẵn rồi nhá. Đấy có pin sẵn rồi, về các bác chỉ việc bật lên là các bác dùng thôi. Còn nếu mà các bác khi mà dùng hết pin thì các bác tháo cho em phần nắp đít ra này. Đấy tháo đi em phần nắp đít ra. Các bác cắm sạc vào đây thì nó đi kèm sẽ có một cái cọng dây cáp sạc nhá. Đấy thì về các bác có cái cục sạc điện thoại ấy, hoặc là cái nguồn 5V ấy, đấy cái nguồn điện 5V mà nó có cái cổng chân USB này là các bác cắm chung với lại cái được cái sạc này là các bác xài thôi, là các bác sạc, sạc đầy thì các bác lôi ra. Đấy lôi ra các bác sử dụng là các bác dùng có thế thôi, rất ok nhá. Đó, đây em bật cho bác coi. Đấy. Cái con này cái mô men xoắn của nó rất là khỏe nhá. Mặc dù em ấn này. Đấy em ấn nhưng mà máy vẫn chạy rất là khỏe luôn. Cái vòng mô men xoắn nó rất là khỏe nhá. Đấy thì nó sẽ gồm có một cái đầu cước để các bác cọ rửa này. Ngoài ra thì nếu mà các bác muốn đánh bóng thì các bác lấy cho em cái đầu bông nhá. Đấy để các bác lắp vào cái đánh bóng. Tháo ra lắp vào nó dễ mà, các bác chỉ việc rút này. Đấy sau đó các bác nếu mà các bác lắp đầu mới và các bác ấn cho em cái này. Ấn em cái thế là xong. Đấy, còn đây là cái đầu ấy này. Cái đầu này cái đầu trà, đầu đánh bóng này. Đấy, đầu trà đánh bóng. Đấy, máy chạy khỏe kinh khủng luôn. Đó, còn cái đầu này thì là cái đầu cước để các bác cọ rửa này. Đấy, máy chạy rất là khỏe nhá, máy chạy rất là khỏe. Đó. Một bộ là full combo là cả đầu, cả đít, các thứ, cả dây cáp sạc là full bộ nhà này là 100.000 thôi. Đấy, hôm nay em xả kho bán anh em luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái con máy trà bếp nhá. Đấy con máy trà bếp để về các bác vệ sinh nhà bếp,
cọ rửa ok luôn, là 100k một cái bộ này nhá, 100k một cái bộ này. Ngoài ra thì bên em có bán kèm thêm cho bác, đó là cái này là cái chai xịt tẩy rửa nhà bếp nhá, xịt tẩy rửa nhà bếp. Chai này thì hiện tại bên em đang có giá sẽ là 40.000 một chai. Đấy, bữa trước đang bán là 60.000 đấy, đợt này cũng đang giảm giá xả kho thì có 40k thôi. Lên mã em sẽ là cái chai xịt tẩy rửa bếp nhá. Đấy, xịt bếp tẩy rửa bếp này. Giá đang gửi bác là 40k nhá. Con này thì nó là dạng bọt, về bác cứ xịt trực tiếp vào những cái chỗ nào nó cáu bẩn vết bẩn ấy. Sau đó các bác ngâm cho em, đến lúc nào nó tan bọt thì các bác dùng cái máy này các bác đánh cùng, hoặc các bác có thể dùng những cái bàn cọ, bàn cạo rồi các bác đánh. Đấy, cọ xong con nồi các bác đánh nhá. Một chai 500ml hương chanh cam nhá, cực kỳ thơm luôn. Đấy, hương chanh cam rất thơm. Đây em sẽ xịt cho bác coi. Nó là dạng bọt nhá, nó là dạng bọt này. Đây này, em xịt cho bác coi. Xịt thì các bác nhớ cho em lắc đều này. Đấy, nó là dạng bọt này. Đấy, khi mà xịt thì nó sẽ ra bọt này này. Đấy thì các bác cứ để nó tan bọt thì nó sẽ làm sạch bẩn, và bắt đầu là các bác dùng cái bàn cọ, bàn cạo thứ các bác cọ cạo đi, xịt đi. Sau đó các bác dùng một cái khăn khô các bác lau sạch hết những cái bọt, cái dung dịch còn lại là ok. Con này nó dựa những cái công thức là nó sẽ phá tan những phần cấu trúc của cái dầu mỡ nhá. Đấy, để khi mà các bác vệ sinh, đặc biệt là các bác vệ sinh nhà bếp nó rất là dễ dàng vệ sinh, rất hay luôn. 40.000 một chai nhá. Lên mã sẽ là chai xịt bếp đang gửi bác là 40k. Còn cái con máy chai bếp này thì em đang xả kho là có 100.000 thôi. Đấy, một con máy chai bếp rất là hay. Đấy, về các bác cọ rửa vệ sinh nhà bếp nhá, rất là hay luôn. Đây các bác cùng quay cái sản phẩm máy chai bếp này. Chỉ cần dùng máy cọ rửa điện đa năng di chuyển nhẹ nhàng là đã có thể đánh bay mọi vết bẩn ở bếp. Sản phẩm có đến 3 đầu cọ thay thế được dùng để làm sạch khu vực bếp với những vết bám trên đầu. Vệ sinh xong nồi hay bồn rửa một cách nhanh chóng. Sản phẩm giúp việc nhà trở nên đơn giản và nhẹ nhàng hơn khá nhiều. Đó, thực tế về cái sản phẩm máy chai bếp nhá, dùng rất là hay luôn. Đó, máy chai bếp. Chai đây là cái sản phẩm về chai xịt vệ sinh nhà bếp nhá. Đấy, các bác dùng để xịt vệ sinh nhà bếp, xong nồi chảo chậu các thứ này ok luôn, rất là hay. Đó. 40k nhá, 40k một cái chai xịt vệ sinh nhà bếp nha. Đấy, còn cái máy chai bếp thì là 100.000. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác máy hàng, đó là cái bình lọc dầu thừa nhá, bình lọc dầu thừa. Đấy, nhà các bác Tết nhất này. Đấy, ngày Tết ngày nhất là hay nấu ăn nấu nước nhiều này. Đấy, các bác mua cho em cái bình này về. Đôi khi là các bác ví dụ dầu mình rán một lần đấy, bỏ đi thì hơi tiếc, thì các bác mua cho em cái bình này về nhá. Đấy, để các bác lọc những cái dầu thừa. Đấy, dầu mà mình vẫn có thể dùng được ấy. Các bác lọc, mua cái bình này về các bác lọc này. Inox 304. Cái bình này thì dung tích của nó khoảng tầm 1.3 lít nhá, khá là nhiều. Đấy, nó sẽ gồm có là một cái bình như này này, một cái bình nha. Đây để em lấy cho bác coi. Đấy, một cái bình nha. Đấy. Một cái bình dung tích 1.3 này. Khá là to luôn. Đi kèm là một cái lưới lọc nhá, một cái lưới lọc và một cái phễu lọc này này. Đấy, dạng lưới. Thì về các bác có những cái dầu thừa các bác đổ trực tiếp đây thì nó sẽ qua cái màng lọc này, nó sẽ lọc hết những cái cặn. Đấy, cái cặn thì các bác sẽ bỏ ra, còn lại nó sẽ để giữ nguyên được những cái dầu trong suốt, thì lần sau ví dụ các bác có thể lấy cái dầu đấy mình dùng thêm một lần, một vài lần nữa. Đấy, vừa tiết kiệm mà nói chung là đỡ lãng phí nhá. Đấy, đỡ lãng phí. Và đi kèm nó có cả một cái nắp vung đậy này. Đây, cái phần quái này về các bác lắp vào. Đấy, thì có cả một cái nắp vung đậy, đậy rất là kín luôn. Đấy, để đỡ bị ruồi bọ thứ nó bâu vào này. Đó, ok luôn. Đấy, dùng xong rồi các bác đậy vào ok. Đấy, và có cả cái lưới lọc nha. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái bình lọc dầu thừa nhá. Đấy, bình lọc dầu thừa để các bác sử dụng nhà bếp, lọc dầu thừa, dầu thải các thứ ok luôn. Giá bên em đang gửi bác là đi 40k thôi. À, xin lỗi bác là 50k. Đấy, bình lọc dầu nhá, bình lọc dầu thừa. Bình lọc dầu thừa này. Đang gửi bác là 50k nhá. 50k cho một cái bình lọc dầu thừa inox 304. Bình này dung tích là 1,3 lít nhá. 1,3 lít, khá là to luôn đấy. Đó, thì cái bình này sẽ có giá là 50.000 nhá. Thì nó sẽ gồm có là một cái lưới lọc này. Đi về các bác mỗi lần mà có dầu thừa mình dán một lần xong vẫn có thể dùng được, thì các bác cho vào cái này các bác lọc. Đấy, qua cái dây lọc này các bác lọc này. Lọc xong rồi các bác lại có một cái lượt dầu mới để các bác có thể lần sau tái dụng được coi nhá. Đó, 50k một cái bình lọc dầu thừa nhá, 50k một cái này. Kính cho mọi người dùng cả nhà luôn này. Đấy, thì hiện tại bên em đang có khăn mặt và khăn tắm nhá. Và đây có cả khăn lau bát luôn này. Khăn để các bác lau nhà bếp này. Thì đây, lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái khăn tắm nhá, khăn tắm, lên mã em cái khăn tắm nhá. Khăn tắm này thì kích thước cực kỳ to luôn. 1m4 nhá, 1m4 nhân với lại 70. Đấy, bên em báo giá luôn. Bên em đang bán chỉ có giá là 40.000 một cái thôi. Đấy, mình mua về mỗi người dùng một cái. Đấy, đôi khi mình tắm xong có cái là mình lau người lau ngậm cho nó khô giá luôn nhá. Đấy, đặc biệt là các bác tắm xong cái lỗ chân lông nó hay hở rất là to. Đấy, mình có cái khăn mình khoác vào mình lau cho nó khô người đi. Đấy, tránh tình trạng hay tắm xong rất hay bị cảm với đột quỵ thứ giờ hay xảy ra, thì các bác mua cho em cái khăn này về. Đấy, mình tắm xong, tắm rửa xong là mình có cái mình quàng luôn. Khăn có nhìn cái bông nó này. Đấy, rất là bông. Nó dạng kiểu lông thỏ nhân tạo nhá. Cực kỳ là mịn luôn, siêu thấm hút nước nhá. Và giá nó bình dân thôi. Dòng khăn tắm của Hàn Quốc nhá. Giá đang gửi bác là 40k một cái nhá. Kích thước rất là to luôn, 1m4 x 70. Cái này là
một người lớn dùng thoải mái, trẻ em dùng hai đứa luôn. Đó, rất to, khăn tắm Hàn Quốc nhá, 40.000 một cái này. Tiếp theo thì là cái mã khăn mặt này. Khăn mặt thì bên em sẽ bán theo set nhá, bán theo set vì giá rất là rẻ, bán theo set cả một set 10 cái luôn. Sẽ có giá là 50k nhá, 50k. Lên mã giúp em sẽ là cái set khăn mặt. Đấy, set khăn mặt này. Set khăn mặt thì một set này sẽ là 10 chiếc này, 10 chiếc. Bữa trước bên em đang bán là 80.000 một set này, nay em giảm luôn các bác, giá chỉ còn có 50.000 thôi. Giá rất bình dân luôn, 50k một chiếc nhá. Khăn mặt cực kỳ to, cũng rất là bông, thấm hút nước. Đấy, cũng của cùng hãng với khăn tắm này, rất to luôn. Khăn này kích thước của nó phải rơi khoảng tầm là đi 30 nhân với lại 40 nhá, rất to luôn nhá. Khăn to đấy, khăn dạng to chứ không phải khăn dạng nhỏ đâu. Bình thường là các bác hay mua ở quán xá giờ. Đấy, nó đã rơi vào khoảng tầm là đi 10-15.000 một cái rồi, mà cái khăn của nó rất là cứng, các bác rửa mặt rất hay, nó bị rát mặt. Đây, khăn này rất là bông luôn, dùng cực kỳ thích luôn này. Đấy, bông nó sờ rất thích luôn. Đó, khăn dày rất là chắn nhá. Đấy, tính ra là vào có một set 10 cái là tính ra vào có 5.000 một cái thôi. Nó quá là rẻ luôn các bạn. Quá rẻ luôn, mình về mình mua về sử dụng cả gia đình nhà mình luôn. Đấy, khoảng tầm vài 3 tháng mình thay khăn mặt cho em một lần. Đấy, mình khăn mặt thì nói chung là các bác cứ nên thay liên tục đi. Vì nó cũng các bác rửa ráy xong là vi khuẩn cái thứ là nó tích tụ lâu ngày nó không tốt đâu, thì mình cứ mua về cả bịch này mình thay liên tục này. Đấy, một bịch này coi như là mình dùng cả năm luôn. Đấy, thì cứ vài 3 tháng mình thay một cái, vài 3 tháng mình thay một cái nhá. Một set khăn mặt 10 chiếc đang thanh lý giảm giá xả kho chỉ còn có 50.000 thôi. Khăn tắm thì cũng đang giảm giá chỉ còn có 40.000 thôi nhá. Đấy, tiếp theo thì là cái mã khăn lau bếp này. Đấy, khăn lau nhà bếp rồi là các bác lau bát, lau đồ vặt, lau đồ dùng nhà mình này. Đấy, chuẩn bị Tết nhất các bác lau dọn nhà cửa này. Đấy, thì các bác mua cho em cái set này về. Một set này thì sẽ có là 10 cái khăn nhỏ này. Đấy, 10 cái khăn nhỏ này cũng cực kỳ là bông nhá, thấm hút nước, về các bác lau đồ. Đấy, và cái khăn này thì mình có thể là sau khi mà mình lau bẩn sau thì mình có thể giặt rũ phơi khô và mình vẫn có thể là tái sử dụng được nhiều lần nhá. Đấy. Một set khăn lau bát này thì các bác cứ lên mã nha, sẽ là cái khăn lau bát đi cho nó dễ, nó đỡ mình nhầm. Đó, một set khăn lau bát này sẽ có giá là 15.000 thôi nhá, 15.000 thôi. Giá nó rất hạt rẻ luôn. Đấy, 15k nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái set khăn lau bát 10 cái nhá. Set khăn lau bát này. Set khăn lau bát 10 cái luôn nhá, 10 cái luôn. Đấy, 10 cái. Giá chỉ có 15.000 thôi, 15k thôi. Giá rất hạt rẻ để xả kho bán nhanh bác luôn. Đó, là 10 chiếc là 15k cho một cái set khăn lau bát này. Đấy, khăn cũng cực kỳ đẹp luôn. Đấy, rất chất lượng. Về các bác lau bát, lau đĩa này, lau đồ vật này, lau đồ dùng nhà mình này. Đấy, dọn dẹp nhà cửa, lau ban bàn thờ cũng ok luôn cô nhá. Đó, một set này là 10 chiếc là 15k. Khăn tắm thì là 40.000. Còn cái set khăn mặt bên này thì đang bán là 50.000 thôi. Giá rẻ nhất thị trường luôn, để các bác dễ mua về các bác sắm Tết sắm nhất cô nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em cũng lên luôn cho bác mã hàng rất là hay, đó là cái thảm lau chân. Đấy, về để các bác dùng Tết nhất này, nhà mình nhiều khách khứa ra vào này, rồi là các bác thay những cái thảm cũ đi. Đấy, năm mới năm me thay những cái thảm mới này vào cho nó đẹp này. Tết nhất người ra người vào cho đẹp nhá. Đấy, thì về đây này về cực kỳ nhiều mẫu mã khác nhau nhá, để phục vụ các bác luôn. Cái mẫu này thì đa số hiện tại bên em đang có là hình chữ nhật nhá. Của nó là hình chữ nhật thì nó rất là vừa với đa số các loại cửa, nhà cửa ở Việt Nam hiện tại bây giờ. Đấy, thì nó sẽ có là một cái mặt nỉ bên trên này, siêu thấm hút nước luôn nhá. Đấy, hàng này không thấm hút nước, không lấy tiền. Đấy, và mặt sau thì sẽ là một cái lớp cao su non chống trơn trượt nhá. Các bác có thể để trên mặt kính, mặt đá hoa mà không lo nó bị trơn trượt. Đây, phần mặt trước rất đẹp luôn, nỉ và các phần họa tiết nó in 3D này, nó thêu 3D cực kỳ đẹp luôn. Đó, rất chi tiết nhá. Giá thì em báo giá luôn, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là thảm lau chân nhá. Thảm lau chân. Thảm lau chân này thì bên em đang cũng đang giảm giá xả kho. Bữa trước đang bán là 60.000, hôm nay em về đây bác mức giá rẻ giật mình luôn. 40.000 cho một chiếc nhá, 40.000 một chiếc thảm lau chân nha. 40k một chiếc. Kích thước của nó sẽ là 40 nhân với lại 60. Đấy, 40 chiều rộng và 60 chiều dài nhá, rất là to luôn. Đấy, các bác để trước cửa ra vào thì mình nhìn rất là sang trọng, lịch sự, sạch sẽ, ok. Đấy, lau chân trước các thứ là sạch sẽ, ok luôn. Và em nói luôn là hàng bên em là hàng loại 1 nhá, hàng loại dày này. Bình thường là các bác ra thị trường ấy là nó những cái hàng mà nó khâu viền các thứ, à những cái hàng nó rất nhanh bong chỉ luôn. Hàng bên em nó sẽ là hàng ép nhiệt này, các bác cứ dùng thoải mái, em bảo hành cho bác luôn. Riêng hàng này bảo hành cho bác luôn, vì em cũng đã dùng con này khoảng tầm 2-3 năm nay rồi, bảo hành cho bác luôn, cực kỳ là chất lượng mà nó không có cái viền này các bác. Nói chung là những cái này các bác cứ hạn chế được những cái viền này, rồi những cái chi tiết thừa ấy là nó khi mà các bác dùng ấy nó rất là sạch. Đấy, nó đỡ bị bám bẩn. Nói chung là nó càng tối giản càng tốt, vì những cái đồ này
đồ mình để dưới đất mà. Đấy, nên là mình cứ càng tối giản chi tiết nó càng sạch sẽ mà, các bạn. Đó. Thì hàng cam kết bác là hàng loại 1 nhá. Các bác cứ đặt thử cho em những cái shop khác đi. Đấy, những cái shop khác hàng nó rất là mỏng hoặc là nó khâu viền. Những cái hàng khâu viền ấy thì nó rất hay bị bong. Đó, thì đây, hàng của em sẽ là hàng ép nhiệt nhá. Hàng ép nhiệt, hàng loại 1 luôn. Đó. Cầm một cái thảm ấy nó nặng trịch luôn nhá. Cầm một cái thảm nó nặng trịch luôn. Rất chất lượng luôn nhá. Thảm lau chân nhá, thảm lau chân đang gửi bác là sẽ là 40k một chiếc thôi. 40k một chiếc, kích thước của nó sẽ là 40x60, đang giảm giá xả kho. Đây các bác cho em, các bác nhìn này, rất nhiều mẫu mã đẹp nhá các bác nhá, cực kỳ nhiều mẫu mã đẹp. Thì em nhắc luôn là hàng này thì bên em không chọn mẫu nhá, bên em sẽ nhặt cho bác ngẫu nhiên thôi vì nó nhiều mẫu lắm ạ. Nhiều mẫu lắm, nói chung là toàn những cái mẫu mà nó trang nhã, phù hợp với lại tất cả những người Việt Nam bây giờ. Đó, thảm lau chân nhá. Kích thước 40x60, giá đang gửi bác là đi 40.000 một tấm nhá, 40.000 một tấm. Rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã, đó là cái lô đèn quay này. Cái lô đèn quay 7 màu cực kỳ đẹp luôn. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là đèn quay. Hôm nay em cũng xả kho cái mã này luôn. Đèn quay này, đèn quay. Cái đèn quay này thì bữa trước đang bán cho bác là 70.000. Hôm nay em về cho bác mức giá rất dễ mua luôn. Giá chỉ còn có 40k một chiếc đèn quay thôi. 40.000 một chiếc nhá. Lên mã em sẽ là đèn quay 40.000 một chiếc. Đây, nó cắm trực tiếp cái nguồn là nguồn 220. Đấy, và đi kèm này nó có đuôi sẵn bên trong này rồi. Để về các bác chỉ việc cắm vào là các bác xài thôi. Nó sẽ gồm có là một bóng này và một cái đuôi cắm nha. Đấy, về các bác cứ cắm trực tiếp vào nguồn 220 nhá, xoáy vào cái đuôi này, sau đó các bác cắm trực tiếp vào nguồn 220. Cái đuôi này rất hay là nó có tích hợp cả công tắc bật tắt đây luôn. Đấy, các bác dùng mà các bác bật lên, không dùng thì mình có thể tắt đi nhá. Đấy, vừa tiết kiệm điện này, vừa an toàn hiệu quả này. Đấy, về các bác cắm vào nó sẽ cứ quay tròn và nó ra rất nhiều màu sắc khác nhau. Trang trí nhà cửa ngày Tết nhất cực kỳ là rực rỡ sắc màu luôn. Đây ơi, đấy, khi mà cắm vào nó sẽ cứ quay tròn này, các bạn nhìn này. Đấy, quay tròn mà nó chiếu ra những cái tia rất là đẹp luôn này. Đó, chiếu ra những cái tia rất là đẹp luôn nhá. Đó, rất ok. Đấy, nó cứ quay tròn này nhá, cứ quay tròn này và nó chiếu ra rất nhiều màu sắc đẹp khác nhau. Đấy, nó chiếu lên đây, chiếu lên này. Đấy, cái thảm lau chân thì em đang dùng này. Đấy. Đây, đấy, chiếu ra rất nhiều màu sắc khác nhau và nó có cả công tắc đây nhá. Lúc nào dùng thì các bác bật lên, không dùng thì mình có thể tắt đi nhỉ. Đấy, dùng thì bật lên. Quá ok luôn. Rất đẹp nhá. 40.000 một cái nhá, 40k nhá, 40k một cái đèn quay các nhá, đèn quay nhiều màu nhá, là 40k một cái. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái lô thắt lưng cá sấu vàng này. Lên mã em sẽ cái lô thắt lưng cá sấu vàng. Đấy, để về các bác Tết nhất mình cho các bác nam giới này. Đấy, các bác mua về vừa làm quà biếu tặng này, mua về sử dụng này, rất đẹp luôn nhá. Một chiếc thắt lưng cá sấu hộp cực kỳ đẹp này, nói chung là đẹp từ hộp vào đến bên trong luôn. Đấy, bên trong này sẽ là một chiếc thắt lưng tang mác đầy đủ bác coi luôn nhá. Đấy, tang mác đầy đủ luôn, mặt cực kỳ đẹp nhá. Đấy, mặt cực kỳ đẹp, mặt hình cá sấu này. Phần da đây em bóc cho bác coi một cái. Nói chung là con này em bán khá nhiều rồi, giá nó bình dân nó chỉ có 130.000 một cái thôi nhá. 130.000 nhá. Lên mã rồi em sẽ là cái sản phẩm là cái thắt lưng cá sấu vàng, bao gồm là cả hộp gửi tay bác luôn. Đấy chị ơi, thắt lưng đây da cực kỳ đẹp nhá, da rất là mịn sờ sướng tay. Đó, da mềm mịn nhá. Hàng của nó sẽ là hàng lẫy cài này, có nhìn những cái lẫy cài này. Đấy, hàng lẫy cài. Phần mặt rất chắc chắn nhá, phần mặt rất chắc chắn và đẹp, dày rất chắc chắn lắm. Đó, lẫy cài. Đó, về các bác đeo vào lẫy cài rất là dễ sử dụng rồi. Đó, hình mặt da cơ xấu nhá. Quá đẹp luôn. Tang mác đầy đủ cho bác coi luôn nhá. Đấy, hàng mới keng, hàng này nó là hàng thanh lý siêu thị nhá. Đó, một chiếc thắt lưng đẹp nhá. Giá thì bình dân, vô cùng bình dân luôn. 130.000 một chiếc nhá. Lên mã ơi em sẽ là cái thắt lưng cá sấu vàng. Đấy, thắt lưng cá sấu vàng nhá. 130k một chiếc này, bao gồm là cả cái hộp để về các bác đựng. Đấy, cũng như là mình có thể mua về làm quà biếu tặng, mua về sử dụng cho em nha. Đây, cả một cái hộp đẹp này luôn. Là cái hộp nó màu vàng bên ngoài mà nó bọc da màu đen, bên trong nó màu vàng, rất là đẹp luôn. Đấy, cực quý tín đây. Hộp bên trong màu vàng này, bên ngoài này, đấy, màu đen. Đấy, có logo Lacoste đầy đủ ngon lành luôn nhá. Đây, về các bác làm quà, con này cũng quá chất lượng luôn này. Đấy, rồi các bác mua về biếu tặng, mua về sử dụng cho em ok luôn nhá. 130k có nhá, 130.000 một cái bộ thắt lưng cá sấu vàng nha. 130.000 bộ thôi, giá rất là rẻ. Đấy, các bác nam giới mua về mình chuẩn bị chơi Tết nhất, đi Tết nhất đèo và nhìn cho nó chất chơi người rơi nhá. Đấy, rồi là mua về làm quà biếu tặng cũng quá đẹp luôn. Đó, đây, quá đẹp luôn này. 130k nhá. Lên mã cho em sẽ là thắt lưng cá sấu vàng, là cả thắt lưng cả hộp luôn, là 130.000 luôn nhá. Đấy, quá hạt rẻ luôn. 130k. Sản phẩm lọ sáp ong này, lọ sáp ong để về các bác chuyên dùng để đánh bóng đồ gỗ nhá. Đấy, chuyên dùng các bác đánh bóng đồ gỗ dùng rất hay luôn. Đấy, chất liệu này 100% là từ sáp ong này. Đấy, 100% natural, sản phẩm tự nhiên nhá. Đấy. 100% từ sáp ong, một lọ là khoảng tầm 80g. Đấy, về các bác xài được khá là nhiều đấy. Về các bác chuyên dùng để đánh bóng đồ gỗ, đồ nội thất các thứ nhà mình nó ok. Giá bình dân hạt rẻ thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái lọ đánh bóng đồ gỗ nhá, lọ đánh bóng đồ gỗ.
một hũ đánh bóng đồ gỗ này với giá chỉ có 20k thôi, 20k nhá. Đánh bóng đồ gỗ này. Đánh bóng đồ gỗ 20k một hũ thôi nhá, 20.000 một hũ thôi, giá rất hạt rẻ bình dân. 100% sản phẩm tự nhiên từ sáp ong nhá, nên là các bác đánh bóng đồ gỗ nhìn rất là bóng đẹp, nó tái tạo màu rất tốt đấy. Gỗ đồ gỗ trước lâu ngày, các bác tiết nhất muốn đánh cho nó bóng lại liền đẹp hơn này. Đấy các bác mua cho em cái loại này về. 20k một lọ nhá. Sáp ong đánh bóng gỗ. Tiếp theo thì về lên luôn cho bác, đó là cái chai xịt inox này, chai xịt mạ inox nhá, chai xịt mạ inox em báo giá luôn, một chai này sẽ có giá là 50k, lên mã em sẽ là cái chai xịt mạ inox nhá, xịt mạ inox. Một chai này sẽ có giá là 50k một chai. Đấy 50k một chai. Một chai này thì có dung tích là 350ml tương đương với là 180g. Đó về các bác dùng để xịt vào đồ đạc nhà mình. Đấy những cái chỗ nào mà nó đang bị rỉ sét đó nhá. Đấy các bác dùng để các bác xịt vào cho. Đấy. Trước khi xịt thì các bác nhớ cho nó lắc đều. Đấy, lắc đều sau đó các bác xịt tiếp vào cái chỗ nào mà các bác cần phủ lên. Đấy để cho nó mới đẹp hơn. Đấy, đặc biệt là Tết nhất các bác xịt lên đồ đạc có thứ như mình nhìn cho nó mới đẹp hơn nhá. Các bác mua cho em cái chai này về. 50.000 một chai nhá, 50.000 một chai. Xịt lên cửa giá những chỗ nó rỉ sét là rất là sạch luôn. Đó. 50k một chai nhá, chai xịt mạ inox nhá. Đây em sẽ xịt thử bác một chút này. Đấy, xịt thử bác một chút để xem về cái thành quả nó như nào nhá. Đây em xịt cho bác coi. Đấy, có thấy không? Đây này. Các nhìn này. Đấy, hai bên nó khác hẳn nhau nhá, một bên nó bóng lên luôn, một bên là nhìn nó cũ hẳn đi này. Đấy các bác dùng để các bác xịt các bác xịt mạ inox lên nhá, rất là đẹp luôn. Đấy các bác xịt cứ đều đều tay cho em, lắc đều các bác xịt nhá. Đấy nó bóng lên sáng láng luôn, các nhìn này. Bóng sáng trưng luôn nhá. Đó. 50k một chai nhá. 50k một chai này. Đấy, 50k một cái chai xịt mạ inox nhá. Đấy 50k một chai, dùng rất hay luôn. Đó, chai xịt mạ inox nhá. Tiếp theo thì đây. Về thêm cho bác đó là cái lô thiếc hàn này. Nhiều bác nhựa thông ấy nhá, xin lỗi bác là nhựa thông, nhiều bác hỏi nhựa thông có không thì đây. Về cái dạng hũ nhỏ nhỏ thôi. Đấy về các bác xài. Nhiều bác là kiểu dùng gia đình. Đấy, dùng mua nhiều quá đôi khi là người ta không bán. Mua ít quá đôi khi không bán, mà mua nhiều thì dùng không hết. Đấy thì đây. Về cái mã này nó rất là vừa vừa này. Đấy, để về các bác dùng gia đình anh em thợ thuyền dùng ít con này cũng ok. Đấy, nói chung là một cái hũ này dùng cũng thoải mái rồi. Khá là nhiều các nhá, khá là nhiều luôn. Đấy một hũ nhựa thông này thì hiện tại anh em đang có giá là 10.000 một hũ nhá. Lên mã thì em sẽ là cái nhựa thông. Nhựa thông nhá. Đang ở bác là 10k nhá, 10k cho một cái cục nhựa thông nhỏ nhỏ này, 10k một cục nhá. Đấy 10.000 một cục nhựa thông nhá, 10k một cục nhựa thông. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang đó cái cây nhíp kẹp này, cái cây nhíp kẹp, cái cây này cũng rất là hay. Đấy, cũng chuyên dùng cho anh em thợ thuyền. Anh em thợ linh kiện nó thứ rồi, sửa chữa. Đấy. Đồ nghề sửa chữa nên có những cái cây nhíp này rất là hay. Cái đầu của nó rất là hay, là cái đầu của nó làm rất là nhọn này. Đấy để ví dụ như những cái chi tiết nhỏ, ví dụ như này này. Đấy những con linh kiện nhỏ tí này các bác vẫn có thể gắp được này. Đấy hoặc các bác con này các bác thậm chí các bác có thể gắp được cả một cái sợi tóc nhỏ tí luôn. Đấy, sợi tóc nhỏ tí cũng vẫn được gắp luôn này. Đây này. Đó có dùng để các bác gắp nhá. Đấy, giá rất là bình dân thôi, chỉ có là đi 15.000 một cây nhá, 15k một cây. Đấy 15k một cây rất là nhỏ đây này. Các bác nhìn này, đấy gắp nó nhỏ tí nhá, vẫn có thể gắp được này. Vì cái phần đầu nó làm rất là nhọn. Đấy, các bác nhìn nhá, phần đầu làm rất là nhọn luôn. Nên là nó rất là dễ dàng gắp những cái dạng chi tiết nhỏ nhỏ này này. Đấy. Cái này nhiều bác em hay bán về để các bác hay nhặt cái lông yến ở tổ nhá, lông yến ở tổ. Đó, hàng Vetus này. Cực kỳ xịn luôn nhá. Đó, giá đi bình dân chỉ có 15.000 thôi. Lên mã em sẽ là cái cây nhíp kẹp nhá, cây nhíp kẹp. Cây nhíp kẹp thì đang có giá là đi nhíp kẹp này. Nhíp kẹp này đang có giá là đi 15k một cây nhá, 15k. Đấy 15k một cái cây nhíp kẹp này nhá, 15k một cây. Các bác chuyên để các bác kẹp những cái chi tiết rất là nhỏ luôn. Đấy dạng nhỏ xíu xiu ấy, các bác dùng cây này cho. 15k một cây. Cái đầu nó rất là nhọn nên là các bác kẹp nó rất là dễ. Đó, 15k một cây nhíp kẹp không nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà nó là cái dòng pin pin dùng cho điều khiển remote này, hoặc là ví dụ như điều khiển cửa cuốn này, các bác xài con pin này cho. Đấy pin của nó thì cái mã của nó sẽ là pin 23V 12A nhá, 23V 12A. Đấy. Dù các bác hay dùng những cái bộ điều khiển từ xa ấy, remote ấy là các bác hay dùng cái pin này này. Đấy rồi là đặc biệt là nhiều bác hay mua cái bộ remote này em ấy, về thì nhiều bác cứ bảo là nó hết pin rồi, không có pin thay thì đây. Nay em về cho bác cái mã này để về các bác mua về các bác thay này, thay trực tiếp vào cái remote điều khiển từ xa của nhà bác để các bác xài nhá. Đấy, nhiều khi hết pin vì cái pin này rất là khó mua ấy. Pin này với anh em gọi là ôm lô thanh lý ít hàng công ty nó tuồn ra thì mới có những cái mã như này thôi. Đấy, pin 23A 12V nhá. Đấy, chuyên để các bác lắp ở remote điều khiển hoặc các bác lắp ở ví dụ như là cái remote điều khiển cửa cuốn ấy, nó hay dùng cái pin này này. Đó, về các bác xài. Nói chung là
cái mã pin nó rất là dị nhá, pin 2312V đó. Giá thì hiện tại em đang bán một viên này chỉ có 10.000 thôi, 10.000 một viên nhá. Lên mã cho em sẽ là cái pin 2312V đó, 2312V. Đang gửi bác một cái viên pin này là 10.000 một viên, 10k nhá, chỉ có 10.000 thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân, 10k nhá, pin 2312V nhá, 10k một viên nha. Hôm về thêm cho bác đó là cái ghế inox này, ghế này thì giá bình dân thôi. Ghế này thì em báo giá luôn. Đang bán cho bác là 50k nhá, 50k lên mã cho em sẽ là sản phẩm là cái ghế inox nhá. Ghế inox dạng thấp nhá. Đấy, nó là dạng thấp các bác, dạng thấp thôi, nó không phải dạng cao đâu. Dạng thấp view các bác hay ngồi nấu ăn nhà bếp này, ngồi nhặt rau nhặt cỏ này, ngồi làm hàng làm quán nữa này. Ok. Đấy, rất tiện dụng luôn. Nó chỉ có 50.000 một chiếc thôi. Nhưng mà chất liệu toàn bộ bằng inox nhá, nên là các bác xài yên tâm là nó rất là bền. Đấy. Này, hàn nhớ các thứ này rất chắc chắn luôn. Có phần khung chéo này, cái xương chéo này các bác yên tâm ngồi nó rất là chắc. Đấy. Và cái phần mặt ghế này rất là to. Bình thường là các bác mua những cái ghế rất là nhỏ ấy. Như con này mặt ghế rất to, mặt ghế nó gần 30 cơ. Đấy, mặt ghế của nó là 25 rồi này. 25 này, đặc biệt là bác nào mông to tí ngồi nó thoải mái, nó bìa ra được. Đôi khi các bác ngồi những con ghế bé ngồi nó bị cấn ghế nhá. Đấy, chân này có phần bọc cao su giữ chống chân trượt ok luôn. Đấy, chiều cao của nó em đo luôn nhé, chiều cao nó rơi thấp thôi. Chiều cao nó khoảng tầm là đi có là chiều cao là khoảng tầm 12 nhá, 12 cm. Đấy, chiều cao khoảng tầm 12 cm. Nói chung là dạng ghế vừa vừa. Đấy, đặc biệt cho các bác ở nhà hay ngồi nhặt rau nhặt cỏ này, đấy, ngồi ăn cơm nước này, đấy, ngồi làm việc những cái việc lặt vặt là ok. Đấy, sử dụng nhà một hai cái, nói chung nhà nào cũng nên có một hai cái nha, đôi khi rất là cần đó. Rồi ví dụ như là mình ngồi bếp nấu bếp các thứ sử dụng ok luôn, rất chắc chắn luôn nhá, hàng cực kỳ chắc chắn đây. Bình thường là các bác hay mua những cái con ghế nhựa này, như nhà em mua ghế nhựa, của Việt Nhật này, nhưng mà cũng không thua, về cũng chỉ được một thời gian cái là nó bục hết cái đít này. Các bác nhìn này, nó vỡ hết đít luôn, ngồi lâu nó bị vỡ hết đít. Đấy, thì các bác về dòng này yên tâm đi, ngồi em bảo hành bác luôn, vì ở đây nó làm cái sống này, cái sống là nó sẽ đệm giữa đây luôn, nên là nó ngồi nó rất là chắc, ngồi rất là chắc, nó bị bục hay nó bị võng luôn nhá, ngồi cực kỳ ok luôn. Giá nó bình dân, nó chỉ có 50.000 thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm với cái ghế inox dạng thấp nhá, ghế inox dạng thấp đó, 4 chân, giá sẽ là 50k cho một chiếc ghế inox dạng thấp nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái con dao sưu tầm SA78 này. Đấy, con này thì bên em bán khá là nhiều rồi. Đấy, giá thì cũng hạt rẻ bình dân thôi. Đó, hơn 200.000 một cây đúng không nhá. Đây, một con dao cực kỳ chất lượng luôn. Hàng mới keng beng nha. Hàng con này của Columbia nhá, Columbia này, USA nhá. Mã của dao của nó sẽ là mã dao SA78. Về các bác mua dùng để mình sưu tầm, mua để bày lên trang trí này, rồi các bác hay đi rừng đi phượt này. Đấy, đi rừng đi núi các bác sàng này cho em rất chắc chắn luôn. Đấy, hàng của nó thì sẽ hàng liền thân nhá, tay cầm có ốp gỗ 2 đinh 8 đồng luôn này, vân gỗ lên cực kỳ đẹp nhá. Đấy, có bo chuôi các thứ đầy đủ luôn. Đấy, nhìn rất chất lượng nhá. Mã dao sẽ là mã dao SA78 nhá, phần sống dao rất là dày. Đấy, các bác có thể chặt này, thái thứ cho em ok luôn, cực kỳ ok đó. Đi kèm này sẽ có là một cái bao đựng này nhá, một cái bao đựng này để ví dụ như là mình các bác có đeo vào cái phần hông thắt lưng ấy, thì các bác xỏ cái dây hông vào cái lỗ này. Đấy, cái dây thắt lưng vào cái lỗ này các bác đeo vào hông này. Đấy, rất ok. Lúc nào dùng thì mình rút ra, không dùng bác bỏ vào cái bao này cho em. Đấy, vừa bảo vệ tránh bị va chạm khỏi lưỡi, phần lưỡi dao, đầu dao. Đấy, cũng như là bảo vệ phần lưỡi nhá, bảo vệ chính bản thân các bác luôn. Giá thì hiện tại em đang bán cả bộ như này là cả cây cả vỏ này. Giá sẽ là đi giá của nó sẽ là 250.000 một cây nhá, 250.000 một cây thôi. Lên mã giúp em sẽ là cái cây dao dao SA78 này. Đấy, dao sưu tầm SA78 này. Giá sẽ là 250.000 một cây. Và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, giá rất tốt nha. 250.000 một cây dao sưu tầm SA78, bao ship tận nhà. Đi kèm cho bác là cả một cái vỏ bọc này luôn nhá. Đấy, cả một cái vỏ bao đựng này luôn. Đó là full bộ nha, là cả vỏ bao cả bọc, là cả dao là 250.000 một cây nhá. Đấy, các bác cùng ngắm lại này. Cầm rất vừa tay luôn. Đấy, cầm rất vừa tay, cầm nặng trịch luôn nhá. Đó. 250.000 một cây thôi. Mã dao sưu tầm SA78 nhá, 250.000 một cây, bao ship nhà luôn. Nhiều bác hỏi là cái con lưỡi này có sắc không, thì cam kết bác là cực kỳ sắc luôn. Con này thì cực kỳ ngọt ngào, lưỡi sắc lắm, lưỡi cực kỳ sắc bén luôn. Đấy, các bác mua về chặt thái ok luôn nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái giá đỡ bát sen này. Cái giá đỡ bát sen để về các bác nhà mà các bác hay đang hỏng cái bát sen, đang hỏng cái giá đỡ bát sen ấy. Ở nhà thì các bác mua cho em cái này về các bác thay. Cái hay của sản phẩm này là các bác không cần phải đục đẽo gì, về các bác chỉ việc bóc cho em cái lớp bảo vệ băng dính bên trong này. Đấy, các bác bóc cho em cái lớp này ra,
Đấy, các bác qua như này, bác cho em cái lớp bảo vệ này ra, sau đó các bác dính trực tiếp vào lên tường nhá, dính trực tiếp lên tường rồi là lên gạch men đá hoa thứ là rất chắc chắn luôn. Đấy, về các bác sử dụng mình treo bát sen là thứ lên nó đẹp sang trọng nhá. Giá anh em đang bán một cái giá đỡ bát sen này, lên nãy em sẽ là cái sản phẩm là cái giá đỡ bát sen, giá đỡ bát sen nhá. Giá đỡ bát sen này đang có giá là đi 30k một chiếc nhá, 30k một chiếc giá đỡ bát sen. Đây em quay trực tiếp cái anh em đang xài đây, nó cực kỳ là chắc luôn mà rất là lâu, rất là bền, em xài nó còn tầm gần 2 năm này, rất là bền đó và rất là hay. Về các bác đỡ phải khoan đục nhiều lần, về chỉ việc dán ra, bóc ra dán trực tiếp vào cái chỗ mà các bác cần đục, khoan đục ấy. Đấy, thì rất là tiện luôn. Đây này bác ơi, cái anh em đang dùng này, cái anh em đang dùng thì nó là khác màu kia này. Đấy, nhưng mà dính vào rất là chắc luôn nhá, dính vào các bác cứ giật thoải mái luôn, giật cho em thoải mái, đu thoải mái luôn, dính cực kỳ chắc nhá và rất là hay. Đấy, nó có điều chỉnh cả các mức, các nấc luôn này, rất là hay nhá. Đấy, về các bác chưa có cái hoặc là hỏng cái giá đỡ cũ như mình thì các bác mua này về các bác thay, không cần phải khoan đục gì, chỉ việc vệ sinh sạch cái chỗ các bác cần dán, sau đó các bác dán trực tiếp vào là nó ăn nó ok. Đấy, rất tiện dụng luôn nhá. 30.000 một cái giá đỡ bát sen này nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái dụng cụ ép chanh này. Đấy, dụng cụ ép chanh bằng inox luôn nhá, dụng cụ ép chanh inox luôn, về các bác dùng để cho quả chanh và quất các thứ vào đây các bác ép này. Đấy, bác chỉ việc cho đây các bác ép này, ép là lấy nước này, còn nó giữ lại cái hạt cũng như cái bã. Đấy, mình đỡ phải lọc hạt nhiều, chỉ việc cho đây ép cho em cái là xong. Đấy, dùng xong các bác rửa giấy ok, inox 304 luôn, cực kỳ ok, chắc chắn nhá. Giá thì bình dân thôi, bên em đang bán một cái dụng cụ ép chanh này với giá sẽ là 30k một cây nhá. Lên mã em sẽ cái dụng cụ ép chanh hoặc là cái ép chanh cũng được. Đấy, dụng cụ ép chanh nhá, ép chanh này bằng inox nhá, là 30k một cái dụng cụ ép chanh này, 30.000 một cái nhá, dùng rất là hay. Đấy, về cho các bác cắt quả chanh nha, cắt đồ chanh nha, cho đây cái bấm dập cho em xuống cái là ok. Đấy, vắt kiệt nước luôn mà còn lọc được cả hạt luôn, rất tiện dụng. Đấy, vắt xong cái các bác hất ra cái lại cho quả khác vào, có vắt nhá. Đấy, dùng cho anh em thợ thuyền, các bác làm nghề pha chế này các thứ này, rồi là các bác ở nhà. Đấy, mình cho đây mình vắt pha nước chanh trước có đủ ok này. Đấy, rồi là dùng lấy nước cốt chanh cũng rất ok. Dụng cụ ép chanh bằng inox nhá, 30.000 cho một cái dụng cụ ép chanh này, 30k một chiếc thôi, giá rất là hạt rẻ bình dân. Tiếp người mua múc cành về rất là đẹp luôn, chất liệu thì sẽ là inox 304 nhá, hàng này thì sẽ là hàng thanh lý siêu thị. Đấy, bình thường thì nói luôn các bác là mua múc cành thì các bác mua chợ rất là nhiều. Đấy, em nói luôn là các bác mua chợ thì nó quá là nhiều luôn, nhưng thực ra là để kiếm một cái môi mà nó dày mà nó đẹp như này thì rất là hiếm này. Các bác nhìn này, cái thớ môi của nó này nó dày kinh khủng khiếp luôn. Đấy, dày dã man luôn, cái phần lòng môi nó rất là dày nhá. Cái này các bác dùng yên tâm, không lo nó bị gãy bị hỏng luôn, vì nó quá là dày vậy. Đây các bác nhìn này, nó dày kinh khủng khiếp luôn đó. Thì một chiếc môi múc canh này hàng thanh lý siêu thị Nhật cũng nhá, giá vẫn còn đây này, vẫn còn nguyên tang mác này. Đấy, giá của nó sẽ là 40.000 một chiếc nhá, 40.000 một chiếc. Đấy, 40k, giá nó rất là hạt rẻ thôi, mà nói chung là cái sản phẩm nó chất lượng, dùng nó bền vậy. Inox 304 luôn các bác nhá. Đấy, inox 304 sáng bóng đẹp luôn. Đấy, có in hình hoa hồng rất là đẹp luôn này. Đó, lên mã em sẽ là cái môi múc canh. Đấy, môi canh, môi canh này đang có giá là 40k một chiếc nhá, 40k một chiếc môi múc canh, hàng dày, hàng loại một, hàng xịn luôn nhá, hàng dày loại một, hàng xịn vẫn còn nguyên tang mác đầy đủ này các bác nhá, là 40k một chiếc nhá, 40k một chiếc môi múc canh. Đấy, inox 304 rất dày luôn. Đấy, nhận hàng các bác cứ kiểm tra. Đây các bác, các bác chỉ biết độ dày nhà này. Đấy, gõ hai cái môi, cái độ dày nó cứ kêu cục 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 này, biết độ dày nào, cực kỳ dày luôn nhá. Đấy, môi canh nhá, cứ lên mã em sẽ là cái môi múc canh, 40.000 một chiếc môi múc canh này các bác nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con dao chặt C3 nhá, con dao chặt C3 em báo giá luôn. Con này thì nó nặng khoảng tầm 5 lạng nhá, nặng khoảng tầm 5 lạng. Đấy, đặc biệt là dành cho chị em phụ nữ, con này dùng chặt rất là vừa tay này. Đấy, mà chặt cực kỳ sắc các bác nhá, chặt cực kỳ sắt luôn. Phần trên này làm nhám chống dính, phần dưới thì trơn. Đấy, hàng thì bao sắc bác luôn. Tay cầm cán gỗ này, có 3 đinh tán. Đấy, bao dùng bao xài luôn. Hàng này của nó sẽ là hàng liền thân, nên là các bác dùng yên tâm, nó không lo nó bị long chuôi long cán nhá. Đấy, dùng rất là bền. Đấy, đây em sẽ test các bác về độ sắc này. Nói chung là dòng này thì các bác yên tâm về chất lượng đi, cực kỳ sắc, bao sắc bác luôn. Không sắc các bác không sắc không lấy tiền các nhá, không sắc không lấy tiền, cực kỳ sắc bén luôn này. Đây này, dọc giấy nhìn này, dọc giấy đi ngọt dẻo luôn nhá. Mà đây là dao chặt nhá, dao chặt mà các bác nhìn nó dọc giấy này rất là ok rồi. Đấy, dao chặt vào cái đường giấy đi mịn mịn luôn này. Đấy, đường giấy đi mịn mịn quá ok luôn. Giá thì bình dân là rẻ 100.000 một cây thôi. Lên mã em sẽ con dao chặt C3 nhá. Đấy, dao chặt C3. Đó, dao chặt C3. Giá đang gửi bác là đi đấy, dao dọc giấy rất là sắc luôn nhá. Giá đang gửi bác là 100.000 một cây. Dao chặt C3 này.
C3 nha, 100k một cây. Đấy, hàng bao chất bác luôn. Về các bác chặt gà, chặt vịt, chặt thịt, chặt xương. Đấy, rồi là thậm chí có thể thái luôn nhá. Đấy, chất thép rất là sắc. Đấy, hàng bãi Nhật rất thép, rất sắc luôn. Giao chặt C3 nhá, 100.000 một cây. Đấy, 100.000 một cây. Đấy, nặng khoảng tầm 5 lạng. Nói chung là đặc biệt dành cho các bác phụ nữ. Đấy, chặt nó rất là vừa tay, không bị nặng quá, không bị nhẹ quá nhá. Chặt rất vừa. Đó. Giao chặt C3 nhá, 100.000 một cây này. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây liếc mài kim cương. Lên mã cho cái cây liếc mài kim cương. Cây này thì các bác yên tâm về chất lượng, mài cực kỳ nhanh, sắc dao. Đấy, cũng như là các bác có thể mài đa năng rất là nhiều những cái đồ vật khác nhau. Ví dụ như các bác dùng để mài kéo này, rồi là mài dao này, rồi là mài liềm này. Đấy, rất nhiều kiểu mài khác nhau nhá. Hàng của Nhật cực kỳ chất luôn. Con này thì nó chám một cái lớp kim cương nhân tạo này, Diamond Sapper này. Đấy, Diamond là kim cương, chám một cái lớp kim cương nhân tạo nhá. Nên là khi mà các bác mài nó rất là nhanh sắc nhá. Mà cái con này đây, đây hàng mới đi ra băng này. Con này các bác mài thì nó sẽ có hai mặt nhá, một cái mặt nhẵn này và một cái mặt nó hơi vòm vòm một chút này, cong cong một chút này. Đấy, ví dụ một cái mặt này các bác dùng để liếc này, cái mặt này các bác dùng như kiểu là các bác dùng để rũa này. Đấy, mình rũa, đấy, mình rũa những cái chỗ phần lưỡi mẻ rũa cho nó bằng đi. Đấy, ok luôn. Đấy, vừa làm một chiếc liếc, vừa làm một cái cây rũa luôn. Đấy, rũa dao, rũa kéo, rũa liềm. Đó, rồi là mình liếc dao, liếc kéo, liếc liềm cho nó nhanh sắc này. Đấy, cái độ nhám của nó rất là mịn. Đấy, các bác mài rất là nhanh sắc luôn. Cực kỳ ok. Đấy, tay cầm hàng liền thân luôn nhá, made in Japan. Tráng một lớp kim cương nhân tạo, mài cực kỳ là nhanh sắc luôn. Đấy, mài dao, mài kéo, mài liềm, mài rất nhiều những cái đồ vật ngoài mài này, rồi là rũa này, ok luôn nhá. Một cây liếc mài kim cương, giá em đang gửi bác giá bình dân thôi, 100.000 một cây nhá, 100.000 một cây. Đấy, lên mã em sẽ cái cây liếc mài kim cương nhá, liếc mài kim cương này, hàng của Nhật, liếc mài kim cương. Giá đang gửi bác là 100k một cái cây liếc mài kim cương này, 100.000 một cây nhá, 100k một cây. Rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái lô keo hai thành phần nhá. Đấy, keo hai thành phần. Keo này thì nói chung cái keo này thì chắc là nhiều bác biết về cái mã keo này rồi. Đấy, nó là dòng keo hai thành phần. Đấy, nó sẽ có hai típ nhá. Một típ keo A, một típ keo B. Thì khi mà các bác dùng cái sản phẩm này ấy, thì các bác mở xem cái nắp này ra này. Mở xem cái nắp này ra. Đấy, nó sẽ có là hai mã keo, một mã màu vàng, mã màu nâu nâu đen đen này. Đấy thì các bác cắm cho em cái bóp này vào này. Đấy, sau đó là các bác cầm đấy, cái bóp ra như kiểu là các bác bóp như kiểu là các bác bơm xi lanh ấy. Đấy, các bác cầm các ấn thì nó sẽ phun keo ra và bắt đầu là các bác dùng một cái chổi vào một cái vật gì đấy, các bác trộn hai cái vào nhau và các bác phết lên những cái chỗ các bác cần vá. Cái con này đặc biệt là nó rất là rắn. Đấy, khi mà nó khô xong thì nó sẽ rắn đúng như bê tông luôn, nó rắn hơn cả bê tông luôn. Đấy, như kiểu là một cái khối đá nó bện vào ấy, cực kỳ rắn luôn. Các bác có lấy máy khoan máy cắt là các bác đục đẽo còn chán nó mới ra luôn. Nó cực kỳ là dính mà nó rất là cứng luôn. Đấy. Mà đặc biệt là ví dụ dòng này các bác chuyên cho bác vá, ví dụ như những cái chỗ mà nó bị hở. Đấy, ví dụ như là vá lốc máy bị hở, bị vỡ này, rồi là những cái chi tiết cơ khí sắt xiếc là các bác không thể hàn được. Thì các bác chỉ có việc là dùng cái keo này các bác vá vào xem. Đấy, các bác dùng các bác vá vào xem. Đấy, các bác không cần phải hàn hiếc, các bác chỉ việc lấy keo này các bác vá vào thôi. Nó là cái mã keo hai thành phần nhá. Đấy, cực kỳ cứng luôn, siêu cứng luôn. Giá em đang bán một cái típ keo hai thành phần này, giá sẽ là 40k nhá, 40k. Lên mã em sẽ là cái típ keo hai thành phần. Đấy, keo hai thành phần nhá. 40k cho một cái típ keo hai thành phần nha. Đấy, thì về các bác dùng được các bác bơm ra, sau đó các bác trộn đều hai cái keo này với nhau. Đầu tiên hiện tại nó đang vẫn là riêng, nhưng mà về các bác trộn vào thì bắt đầu là nó với hai keo nó với tác dụng với nhau, nó với tăng độ cứng. Đấy, tăng độ ấy lên. Đó, 40k một típ này nhá. Đấy, keo hai thành phần. Một típ này là 100ml, rất là nhiều luôn. 40k một típ, mã keo hai thành phần nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bật lửa đồng hồ này. Đấy, lên mã cho cái bật lửa đồng hồ nhá. Con này thì em báo giá luôn, bên em đang gửi bác giá sẽ là 90k cho một cái bật lửa đồng hồ này, chỉ có 90.000 thôi. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là bật lửa đồng hồ nhá, bật lửa đồng hồ. Bật lửa đồng hồ nhá. 90k nhá, 90k cho một cái sản phẩm nha. 90.000 một chiếc này thôi. Con này thì nó vừa có bật lửa, vừa có cả đồng hồ luôn, các bác về dùng rất là tiện nhá. Đấy, mình mua về sưu tầm này, mua về làm quà tặng này, đấy, mua về sử dụng này. Đấy, vì hàng của nó vẫn nguyên hộp như này, mới căng luôn. Đấy. Hàng này thì em nói luôn là hàng này bên em không bán là không có kèm ga nhá. Về các bác tự bơm ga. Đấy, hàng nó không có kèm ga đâu, vì vận chuyển nó rất là dễ gây cháy nổ thì không có kèm ga nhá. Đây, về các bác tự bơm ga vào nhá. Đấy, tự bơm ga vào, sau đó các bác xài. Đấy, còn bên em bán là chỉ có nguyên bật lửa và đồng hồ thôi, không có kèm ga. Đó. Thì bật lửa các bác bấm vào đây thì nó sẽ lên này. Đấy, nó là cái chế độ đánh lửa, nó có cả đánh lửa tự động luôn này. Đấy, bấm lên nó sẽ lên. Còn đây là cái phần mặt đồng hồ nhá. Số La Mã nhìn rất là đẹp luôn. Các bác muốn đồng hồ chạy thì các bác ấn vào cho em. Đấy, ấn vào. Đấy, bắt đầu đồng hồ chạy ngay nhá. Đấy, đồng hồ chạy ok luôn này. Đấy, vừa làm bật lửa này,
vừa cái đồng hồ để các bác theo dõi thời gian, ngoài ra đồng hồ nó còn có cả đèn luôn. Mỗi khi mà các bác ấn cái nút này xuống để các bác bật máy lửa này thì tự động là cái đồng hồ nó sẽ sáng lên nhá. Đấy, các bác thả tay cái tự động sẽ tắt đi. Đấy, rất hay. Đây các nhìn này. Đó, đây. Đó, ok luôn. Rất đẹp luôn nhá, cực kỳ đẹp luôn, màu vàng rất sang trọng lịch sự. Các bác mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng cho em. Rất đẹp, sưu tầm. Đó. Bật lửa đồng hồ nhá, đang gửi bác là 90k một chiếc này, vừa có bật lửa vừa có đồng hồ. Đấy, về các bác bơm ga vào là các bác xài thôi, 90k một chiếc. Rồi sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác à, đó là cái bộ xi đánh bóng giày nhá, bộ xi đánh bóng giày. Đấy, chuyên để các bác đánh cho giày da, đồ da, ví dụ như là giày da này, bốt da rồi giờ là quần áo dạng đồ da. Là các bác dùng cho em cái này, các bác đánh vào cực kỳ bóng và rất là sáng, rất là mới đồ luôn. Đặc biệt cho bác đang dịp Tết chất, các bác đánh những đồ da này mình rất ok nhá. Đấy, nó vừa bảo vệ da, giúp da đồ da bác dưỡng ẩm tốt là không bị khô này, rồi là nó sẽ bền hơn các bác, đồ da sẽ bền hơn. Đấy thì nó sẽ gồm có một cái cục bông, bên trong là nó sẽ có tẩm hết dầu các thứ rồi. Đấy, và đi kèm một cái lọ này nữa các nhá. Một cái lọ này thì hết thì các bác tra cái lọ này vào là ok. Đó thì đây. Về thì các bác chỉ việc là dùng một các bác đánh vào này. Đấy các bác đánh vào nó sẽ bóng lên nhá. Đấy sẽ bóng lên. Đó nó sẽ bóng lên rất ok đây. Để em lấy thử những cái gì em đánh cho bác coi. Đây này, đây em có nhìn này. Đấy thì khi mà đánh nó sẽ ra một cái dạng dung dịch bóng này. Đấy vừa tạo bóng vừa tạo độ ẩm nhá. Đấy các bác nhìn này đánh nha. Đấy nó khác hẳn luôn. Rất là hay nhá. Nó gọi là cái xi đánh cái bộ sản phẩm xi đánh giày da đồ da nhá. Xi đánh giày da đồ da thì cứ lên mã cho em sẽ cái bộ sản phẩm là cái xi đánh giày da. Bên em đang bán một cái bộ này, đây bao gồm là một cái lọ này nữa. Đấy, với một cái bộ này là 30k nhá, 30k. Lên mã cho em sẽ cái bộ xi đánh bóng giày da nhá. Xi đánh bóng giày da đồ da. Đấy. Giày da đồ da này là 30.000 một bộ nhá, bao gồm là một cái cục mút đánh này và một cái lọ dung dịch này nữa. Là 30k một bộ nhá, 30k một bộ. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang, đó là cái rổ chắt nước, hay bên em hay gọi là cái rổ vo gạo đấy. Đấy ví dụ thì các bác hay vo gạo, vo đỗ, vo những cái dạng hạt này. Đấy bình thường là các bác hay cho vào giá chứ các thứ là nó mất công. Đấy thì về các bác cho vào cái này chưa. Đấy khi mà các bác chắt nước ra thì các bác nhìn này, ở đây nó cái lỗ li ti. Đấy các bác chắt nước ra nhá thì nước nó vẫn sẽ kiệt hết mà nó vẫn giữ lại toàn bộ gạo nước, nó không bị văng ra ngoài nhá, không bị văng ngoài, dùng rất là hay luôn. Đây nó có cái phần tay cầm. Đấy, chất liệu toàn bộ bằng nhựa PVC cao cấp. Đó. Rất ok luôn. Giá này bên em của bác giá bình dân thôi. Đấy, lên mã em sẽ cái rổ chắt nước hoặc là cái rổ bộ rổ vo gạo đều được, rổ chắt nước hoặc là rổ vo gạo. Đấy, giá bên em đang bán cho bác là 20.000 một cái chiếc rổ chắt nước hoặc một cái rổ vo gạo nhá. 20.000 một chiếc thôi. Đây các bác cùng xem video thực tế về sản phẩm này. Vo gạo truyền thống cho gia đình bạn. Đây này, có nhìn này. Nhiều gia đình đã chuyển sang sử dụng rổ lọc mấy bạn hậu đậu như đấy, bình thường là các bác hay cái vo gạo này đấy cứ hay bị đổ văng gạo ra nhá. Đấy thì các bác đong gạo đây, sau đó các bác vo thì khi mà các bác chắt nước ra nó ra rất là tiện luôn. Đó các bác nhìn này, bao biển siêu chắc chắn, có lỗ phía trước để chắt nước, sử dụng để vo gạo. Đấy có nhìn này, chắt nước mà. Đấy chắt nước rồi là các mình vo những cái các dạng hạt này. Rồi các bác view mình về mình rửa hoa quả vào đây được. Đấy các bác rửa hoa quả vào đây được. Cho hoa quả đây các bác rửa. Đấy rửa xong các bác chắt nước cá là ok, nó nước nó sẽ trôi hết ra vì đây nó có những cái lỗ này. Đấy nó gọi là cái rổ chắt nước vo gạo nhá. Giá anh em đang bán một cái rổ này là 20.000 một chiếc nhá. 20k một chiếc nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà hàng, đó là cái con dao sưu tầm này. Lên mã em sẽ cái cây dao sưu tầm S1 nhá. Đấy cây dao sưu tầm S1, cây này thì giá bình dân thôi. Thì em đang gửi bác là giá một cây dao sưu tầm S1 này với giá sẽ là đi 30k nhá, 30k một cây, 30k một cây đây. Đấy rất chất lượng luôn, cực kỳ sắc bén nhá, quá ok này. Đó. Con này thì chiều dài tổng thể nó rơi khoảng tầm 20 cm nhá. Các bác mua về để sưu tầm này, mua về đi rừng đi phượt gọt hoa quả này rất ok luôn, rất đẹp, có phần vỏ bao đựng đầy đủ luôn nhá. Đấy. Và phần vỏ ngoài này vân đá lên nhìn rất ok. Đó, rất chất lượng luôn, chỉ có 30.000 một cây thôi. Lên mã em sẽ là cái sản phẩm là cái cây dao sưu tầm. Cây dao sưu tầm S1 nhá. Cây dao sưu tầm S1 này. Dao sưu tầm S1 nhá, mã sẽ S1, giá đang gửi bác là đi 30k một cây thôi, 30.000 một cây. Giá rất hạt rẻ luôn. Mã sẽ là mã dao S1 nhá. Đây các bác cùng xem lại một lần nữa này. Đấy, rất là chất lượng luôn. Lưỡi cực kỳ sắc bén nhá, lưỡi bao sắc bác luôn, sắc bén lắm, nhìn rất đẹp luôn. Đó, nhỏ nhỏ xinh xinh. Có phần vỏ bao đựng. Đấy, nhìn bình thường này các bác nhìn không biết là con này là con dao luôn. Đấy. Nhưng mà mở ra biết bên trong là con dao. Đó, ok luôn. Đấy, nhìn thiết kế kiểu dạng thiết kế kiểu nhật nhật này. Đó, ok. Đó. 20k một cây nhá, dao sưu tầm mã dao sẽ là mã dao S1 nhá. Đấy, có cả vỏ bao đựng đầy đủ luôn là 30.000 một cây nhá, 30k một cây nhá, rất đẹp. Đó.
Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà, đó là cái bộ điều khiển từ xa này. Bộ này thì lên mã giúp em sẽ là cái bộ điều khiển từ xa 100m nhé. Vậy em báo giá luôn. Bộ này thì giá thì cực kỳ hạt rẻ luôn. Bộ điều khiển từ xa 100m này. Điều khiển từ xa, bộ này là điều khiển được 100m nhá. Giá thì báo giá bác luôn 90.000 một bộ thôi. Giá rất hạt rẻ luôn, chỉ có 90.000 một bộ này. Giá quá ok. Nó sẽ gồm có một cái cục nguồn này. Đấy, cục nguồn và một cái tay bấm điều khiển. Đấy, như kiểu là cái tay bấm điều khiển xe ô tô luôn, rất chất lượng này, on off này. Đấy. Thì con này rất là dễ thôi. Đấy, nó có cả cái sách hướng dẫn trong này. Đấy, sách hướng dẫn sử dụng để về bác đấu nối này. Đấy, thì nó sẽ có là hai đường vào và hai đường ra. Đấy thì đây. Đây input AC, input là vào và output là ra. Đấy, LN. Cái này thì thực ra thì điện Việt Nam nó là điện xoay chiều nên là các bác bấm các bác đấu với nào cũng được. Đấy. Đấu không quan trọng pha nóng pha nguội đâu nên các bác đấu với nào cũng được. Thì các bác cứ mặc định cho là 1 2 này, nó có đánh số này, 1 2 sẽ là vào này, 3 4 là ra nhá. Thì các bác cứ đấu nguồn là nguồn 220 là vào 1 2 cho em, và 3 4 là các bác đấu ra. Thì đấu ra là các bác đấu vào những cái thiết bị các bác cần điều khiển đấy, ví dụ như là đèn này, quạt này, rồi là máy bơm motor. Con này điều khiển công suất khoảng tầm 30A đổ về đấy, 30A đổ về là các bác dùng, ví dụ như con motor 1 ký 2 ký là thoải mái con này luôn. Đấy, dùng rất ok. Đấy, về thì các bác có thể bắt lên tường, nó có cả những cái lỗ để các bác bắt lên tường này. Đấy, thì về các bác cứ đấu nối và sau đó các bác dùng cái điều khiển này, các bác bấm cho em rất tiện dụng luôn. Đấy, bấm cho em nó rất tiện dụng luôn, mình có thể điều khiển từ xa được, khoảng cách từ 100m đổ về là ok. Đấy, giá thì bình dân thôi, chỉ có 90.000 một bộ nhá. Bộ điều khiển từ xa đấu nối 100m nhá, 90.000 một bộ đây. Anh em cũng lắp sẵn một bộ, em quay cho các bác coi này. Đấy, em cũng đấu sẵn một bộ, em test cho bác coi. Rất chất lượng luôn, con này dùng ok mà. Đấy, mà giá nó bình dân. Đấy, thì về có đây em đang muốn điều khiển cái đèn này. Đấy, thì đây em đang đấu đây. Đấy, em đang đấu 1 2 này, 1 2 có nhìn này. Đấy, để em zoom cho bác coi nhá. Đấy, 1 2 này, 1 2 thì là vào đây. Đấy, thì là vào nguồn 220 này, 3 4 là ra. Đấy, em đang cho ra cái đèn này. Đấy, em bấm cho bác coi nhá. On này. Đấy, off này. On này. Off này. On này. Off này. On này. Off này. On này. Off này. Đấy, rất tiện dụng nhá. Đấy, thì các bác chỉ việc là các bác bấm thôi. Đấy, bấm là xong. Đây, 1 này, 2 này, 1 này, 2 này, on này, off này, on, off này. Đấy, rất tiện dụng nhá. Mình điều khiển từ xa, chỉ việc cầm cái tự tay điều khiển các bấm là xong. 90.000 một bộ thôi. Giá rất bình dân mà nó rất dễ dàng lắp đặt và rất là dễ sử dụng nhá. Đấy, cứ mặc định cho em là 1 2 là vào và 3 4 là ra. Đấy, 1 2 thì là vào nguồn 220. Còn 3 4 là các bác ra những thiết bị các bác cần điều khiển. Đấy, ví dụ như là 3 4 em đang ra cái điều khiển là cái bóng đèn đây này. Đây này, on này, off này, on này. Ok này, rất ok nha các bác nhá. 90.000 một bộ điều khiển từ xa đấu nối 100m các bác nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái dụng cụ ép tỏi này, để về các bác dùng test nét các thứ này. Đấy, các bác cho hành cho tỏi đây các bác ép này. Đấy, vừa lấy nước vừa lấy bã này. Con này thì chất liệu là inox 304, sáng bóng đẹp cực kỳ luôn. Hàng của Willing nhá, Willing của Đức. Thì về các bác cho đây. Sau đó các bác ép nó xuống, thế là xong. Ép nó xuống thế là xong. Ép nó xuống thế là xong các bác nhá. Đó, đây nó có những cái lỗ này, vừa ra nước này, vừa lấy bã này. Đấy, các bác cho đây các bác ép thế là xong. Đấy, hàng của Willing, inox 304 nhá, rất chắc chắn luôn. Giá thì em gửi bác giá bình dân thôi. Lên mã em sẽ là cái cây ép tỏi nhá, cây ép tỏi. Cây ép tỏi này đang có giá là đi ép tỏi của Đức nhá. Ép tỏi của Đức đang có giá là đi 60k nhá, 60.000 một cái cây ép tỏi của Đức nhá, 60.000 một cây. Đấy, về các bác chỉ việc cho tỏi, cho hành các thứ đây các bác muốn ép này. Cho đây các bác ép cái thì là xong. Đó. 60k nhá, 60k một cái cây ép tỏi rất là hay. Đó, hàng của Willing của Đức nhá, 60k một cây. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái lọ cao hổ này. Đấy, về các bác bôi đau xương khớp, đau người ngậm này. Đấy, rồi là ví dụ là cảm gió thứ là các bác về các bác bôi. Và cái ví dụ thi thoảng mình người ngậm mình mệt mỏi, các bác lấy ra các bác hà hơi hít này. Đấy, hoặc là sổ mũi khó thở này. Đấy, các bác lấy ra các bác hít này. Đấy, rất ok luôn, nó là dạng cao hổ nhá, cao hổ rất là thơm luôn. Mà chữa được rất là nhiều bệnh khác nhau đó, hoặc là ví dụ côn trùng đốt các bác lấy cho các bác bôi cũng rất là nhạy. Đấy, đây. Đấy, nó dạng cao vàng này, đấy dạng cao hổ nhá. Bên em đang bán một cái hũ cao hổ này là 20.000 một hũ nhá, 20.000 một hũ cao hổ nhá. 20k một hũ cao hổ. Đấy, về các bác dùng để bôi nhá. Cao hổ nhá, lên mã em sẽ là lọ cao hổ 20k một hũ. Luôn. Bên em đang gửi bác giá thì cực kỳ là tốt luôn, 35.000 một chiếc túi da đeo hông này. Các bác cứ nhớ mã giúp em sẽ là túi da đeo hông nhá. 35.000 một chiếc. Bên em sẽ có hai màu là đen và nâu, các bác lấy màu nào thì báo cho em nhá. Thì bên em sẽ chọn màu bác luôn. Đây là màu nâu này. Đấy, con này là màu nâu, còn đây cái con trong túi này là màu đen này. Đây là màu đen này. Đấy, con đây là màu nâu đây. Đó thì lấy màu nào báo nha. Con này nè. Về các bác có đeo cái thắt lưng ấy. Đấy, đeo cái thắt lưng, các bác xỏ thắt lưng vào đây. Đây ví dụ như ở đây em có một cái thắt lưng này. Đấy, các bác xỏ cái thắt lưng qua đây, sau đó các bác đeo vào hông của bác nhá. Và các bác trong này thì các bác tháo ra.
mở khóa ra để các bác đựng điện thoại này, đựng tiền này, đựng ví này. Đấy, mình mang đi chơi, mang đi du lịch. Bình thường là các bác phải cầm tay và các bác bỏ vào trong túi quần, nó rất là bất tiện nhá. Đấy thì đây, ví dụ con ở đây một con điện thoại này. Đấy, các bác để đây. Đấy, rồi một ngăn nữa thì các bác có thể là để tài liệu, giấy tờ tùy thân, rồi là tiền năm con thứ các bác cho đây nhá. Đấy, sau đó là các bác đóng khóa vào. Đấy, kín đáo ngon lành, ok. Màu sắc thì trang nhã đẹp lịch sự nhá. Đấy, màu nâu rất là đẹp này. Ngoài ra có cả màu đen luôn. Đấy thì bán đồng giá luôn là cứ 35.000 một túi nhá. Mọi hai màu bằng giá nhau luôn. Đấy thì có màu đen, màu nâu, lấy màu nào bán nha. Đấy thì khi mà các bác đeo lên rất đẹp, đem đeo các bác còn này. Đây các bác nhá. Đấy khi mà các bác có cái thắt lưng các bác xỏ vào. Đấy, sau đó là các bác xỏ vào cái thắt lưng. Và các bác đeo vào xem. Quá ok luôn nhá. Đấy. Đeo nó dịch sang bên hông này rất đẹp, rất tiện luôn. Này đấy, lấy ra lấy tiền hay nào nó cá này. Đó, rất tiện dụng luôn nhá. Rất ok. Đấy, mình lấy cái gì nó ở ngay cái chỗ cái tầm tay mình với luôn, nó rất là tiện, rất là dễ dùng, dễ sử dụng nhá. Có thấy không? Đấy, đeo lên nhìn rất đẹp. Chất lượng luôn, ok. Đấy. 35k nhá, 35k. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là túi da đeo hông 35.000 một cái, hai màu là màu đen, màu nâu. Lấy màu nào báo cho em nhá. Túi rất đẹp. Đấy, về các bác đeo vào cái hông ở bên thắt lưng nhà mình. Xỏ thắt lưng vào đây, thế là đeo rồi. Ba ngăn thoải mái các bác xíu đồ luôn. Điện thoại, tiền nong, ví, giấy tờ tùy thân vào đây thoải mái luôn các nhá. Sao vào. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái cây gãi lưng này, cây gãi lưng nhá. Đấy, tiếp tục về số lượng lớn và giá thì cũng rất hạt rẻ bác thôi. Đấy, đầu nó chất liệu là bằng nhựa sừng này. Đấy, nhựa sừng. Về các bác dùng gãi cái đầu nhựa sừng nó rất là êm, dễ chịu nhá. Đấy, và con này nó có thể kéo dài ra, thu ngắn vào. Đấy, rất ok luôn, rất tiện nhá. Về các bác hay những cái vị trí mà các bác không thò tay các bác gãi được, đặc biệt là lưng nhức các thứ ra, để các bác mua ok về kéo dài ra thò về sau lưng các bác gãi nhá. Đấy, gãi ngứa các nhức các thứ massage ok luôn. Giá thì em báo luôn. Bình dân hạt rẻ thôi, 10.000 nhá, 10.000. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây gãi lưng nhá. Đấy, bên em đang bán một cái cây gãi lưng này là 10k. 10k có nhá, 10k một cây gãi lưng thôi, chỉ có 10.000. Giá quá hạt rẻ luôn. Nhiều bác hỏi là keo hai thành phần thì bên em còn không, thì em báo bác luôn là bên em vẫn còn hàng nhá. Keo hai thành phần thì vẫn còn hàng đây. Keo hai thành phần AB đây. Đấy, thì bên em đang bán một cái típ này là 40.000 này. Một típ keo hai thành phần như này là 40.000. Đấy, 40k nhá. Keo này thì siêu cứng luôn. Đấy, các bác bất chấp cả máy khoan các thứ nào luôn, nó cứng hơn cả đá cả sắt luôn nhá. Đấy thì về rất là dễ dùng thôi. Về thì ở đây về các bác mở trên cái van này ra này. Đấy, vỏ van thì nó các bác sẽ thấy hai cái phần keo này, một cái phần màu vàng và một phần màu đen này. Đấy thì các bác dùng cái xi lanh này. Đấy, dùng cái đầu xi lanh này các bác đẩy nó lên. Đấy, các bác cho đây các bác đẩy lên. Và các bác bơm nó ra một lượng vừa đủ thôi. Đấy, nói chung là các bác xem nó ít nhiều là các bác bơm ra một cái lượng mà phù hợp để các bác cần vá cái chỗ đấy nhá. Các bác bơm ra sau đó các bác trộn đều hai cái hỗn hợp keo màu vàng và màu đen này, trộn thật đều lên. Đấy, sau đó các bác phết trực tiếp vào cái chỗ mà nó cần, các bác cần vá víu, cần chóc vào. Đấy, sau đó các bác để nó khô là các bác sử dụng thôi. Keo cực kỳ chắc luôn, keo dùng thích lắm. Cái này thì bán khá là nhiều mà các bác dùng về dùng để vá, hay nhiều bác hay vá lốc máy rồi những cái chỗ mà sắt xi, ống nước các thứ, ống nước bằng sắt ấy nó hay bị vỡ rồi thì các bác dùng để vá vào, vệ sinh sạch sẽ cái chỗ mà các bác cần vá đi, sau đó các bác phết cái này vào. Lọ keo hai thành phần nhá. Lọ keo hai thành phần này đang có giá là 40.000. Lên mã em sẽ giúp em sẽ là cái lọ keo hai thành phần. Đấy, keo hai thành phần này. 40k một cái típ keo hai thành phần nhá, 40k. Một típ này là 100ml nhá. Đấy, một típ này là 100ml. Đấy. 40k một cái lọ này các bác nhá. Nhà bác nào mà có những cái đồ bằng sắt thép hay là ống nước bị gãy vỡ thì nên sử dụng cái loại keo này. Đây là cái loại keo hàn nối vá sắt thép hay là nhựa rất là tốt luôn. Những cái chỗ mà bị vỡ nứt hay là gãy chỉ cần phủ một lớp keo lên, đợi ít phút cho nó khô cứng lại là ok luôn. Dán xong các bác có thể thấy rất là chắc luôn. Nó chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao lên tới 200 độ C. Và các bác thấy hay nhưng ủng hộ nhá. Khóa titan. Đấy, giá thì bên em vẫn đang bình ổn bác luôn. Là sẽ là 10.000 một cái móc khóa titan này. Đấy, rất nhiều bác hỏi cái mã hàng này nhưng mà bữa trước đang bán thì hết hàng, hôm nay thì hàng tiếp tục về nhá. Em báo giá luôn 10.000 một chiếc móc khóa titan nha. Chất liệu thì là bằng titan. Đấy, titan thì các bác biết về cái chất liệu nó rồi, nó là dòng vật liệu siêu cứng và siêu nhẹ nhá. Đấy, cái dòng này thì nó là hàng của công ty chuyên sản xuất những cái đồ thiết bị cho dân phượt này, dân leo núi này, đấy, dân thám hiểm này. Đấy, đi đây các bác nhìn cái móc khóa cũng biết rồi, nó thiết kế chuyên dùng cho những cái nhà thám hiểm, nhà leo núi rồi, thứ nhá, rất ok luôn. Đấy, con này thiết kế rất là hay, là bình thường là các bác cũng sẽ thành có một chiếc móc bình thường nha. Đấy, nhưng mà ở đây nó có một thiết kế rất hay là nó có một cái lẫy khóa này. Đấy, một cái gen xoáy, các bác xoáy chặt vào, và khi mà các bác xoáy chặt vào thì nó sẽ cứng ngắc lại luôn, nó không có một cái chỗ nào nó mở ra nữa, và nó sẽ khóa chặt luôn nhá, có nhá, khóa chặt luôn. Đó, đây mới gọi là
chuẩn là móc khóa này, chứ còn bình thường là các bác dùng những cái móc bình thường ấy, nó chỉ có đẩy đẩy như này thôi, nó chỉ là một chiếc móc thôi, nó không phải là khóa. Đây nó có cả khóa này luôn đấy, có cả phần khóa cài luôn. Thì đây mới là chuẩn móc khóa các nhá, đây mới là chuẩn móc khóa này đấy, chất liệu bằng titan siêu cứng siêu nhẹ nhá, dùng rất thích luôn đấy. Về các bác móc chìa khóa này, móc đồ móc đạc này, hoặc là thậm chí các bác mua về dùng để ví dụ xích chó thứ nào cũng quá ok luôn đấy. Rồi móc đồ chịu tải cao nhá đấy, giá thì gửi bác giá bình dân là rẻ thôi, 10.000 một chiếc móc khóa titan nhé, 10.000 một chiếc, giá rất là hạt rẻ, rất dễ mua và rất chắc chắn xịn sò ok luôn. Đó, 10.000 một chiếc các bác nhá. Tiếp theo thì hôm nay bên shop lại về thêm cho bác cái mã hàng, đó là cái cuộn dây dù 20m nhá các bác nhá. Và em báo giá luôn, đợt này thì giá đang được giảm rất tốt bác luôn. Giá hiện tại bên em đang gửi bác giá chỉ có 20.000 một cái cuộn dây dù 20m nha. 20.000 một cuộn nhá, 20.000 một cuộn. Đó, một cuộn này dài sẽ được là 20m, rất nhiều dây luôn, 20m dây các bác biết rồi, rất là nhiều. Đấy, nó sẽ bó thành một cuộn rất đẹp nha. Đó, về các bác tháo ra để các bác xài sử dụng nhé. Con này thì các bác xài sử dụng rất là nhiều việc để mình có thể là căng dây, mình làm dây dây ví dụ như là căng dây buộc đồ này, rồi là các thứ ra đấy, chằng đồ các thứ, rồi mang là các bác buộc đồ. Dòng này là dòng dây dù nhiều lõi nhé, dây dù nhiều lõi đây em đấy cho bác coi về cái phần lõi của nó nhá. Đây nhá các bác nhá, đây cấu tạo bên trong của nó này, nó gồm rất nhiều là những cái sợi nhỏ, nó sẽ bện vào thành một sợi to. Đấy, như này các bác xài nó rất là được bền các bác. Bình thường là các bác xài những cái dây, cái dạng dây dù nó chỉ có một lõi thôi ấy, thì nó rất là nhanh xuống dây, mà cái dây một khi nó đứt là nó đứt luôn các bác, nó cũng đứt là đứt luôn. Đấy, nhưng con này là nó sự kết hợp của rất nhiều những cái lõi dây nó kết hợp vào thành một dây nha. Đấy, khi mà các bác xài nó dùng rất là bền. Đấy, vì em cũng đang xài cái dây này, em đang lấy cái dây này em cột mấy cái dây buộc mấy cái cây nha, mà bền lắm, em dùng mấy năm nay mà phơi nắng phơi mưa thoải mái luôn, mà rất là bền nhá. Đấy, dùng cực kỳ bền luôn. Đấy, mà một cuộn này 20m, giá nó chỉ có 20.000 thôi, về các bác sử dụng được rất nhiều công việc hay trong gia đình nhà mình luôn. Đó, cuộn dây dù 20m các bác nhá, giá bên em đang gửi các bác là 20.000 một cuộn nha. Đấy, 20.000 một cuộn, rất chắc chắn và xịn luôn. Đó, về sử dụng rất là nhiều việc các bác nhá. Đây cô phích cắm chân dẹt này, đấy, hàng chuyên dùng cho những dòng ổ điện Nhật nhá. Đấy, ổ điện Nhật thì người ta chuyên dùng những cái chân dẹt nha. Đấy, nên các bác dùng những chân tròn, chân của Việt Nam rất là khó chịu nhá, vì cắm nó không thể cắm được, các bác chỉ có dùng chân dẹt thôi, các bác cắm vào là ok luôn. Đấy, hàng như bên em thì là hàng chuẩn, chân sẽ là chân đồng và cái chân của nó rất là dày các bác nhá. Đấy, con nhìn này, chân của nó rất là dày luôn, nên khi có cắm cái phần tiếp điểm nó tiếp xúc rất tốt nhá. Đấy, và con này chịu tải lớn lên đến là 16A này, 250V này. Đấy, và dòng này nó là dòng ổ fix chống va đập chống cháy nhá. Đấy, chất liệu nhựa chống va đập chống vỡ chống cháy cực kỳ ngon, chắc chắn chất lượng luôn. Về thì các bác đấu dây và là xài thôi. Đấy, fix cắm chân dẹt nhá, chuyên dùng cho ổ điện Nhật các bác nhá. Đấy, chuyên dùng cho ổ điện Nhật, giá của nó thì em báo giá luôn, bên em đang gửi bác giá một cái fix cắm chân dẹt này, giá của nó chỉ có 10.000 thôi. Đấy, 10.000 các bác nhá, 10.000 một cái fix cắm chân dẹt này, 10k một cái, giá rất hạt rẻ bình dân thôi. Đấy, về các bác chuyên dùng để phục vụ những cái ổ điện Nhật nhá. Đấy, vì nó hay dùng chân dẹt, chân của nó sẽ là 100% chân bằng đồng nhá, chân bằng đồng rất xịn sò ok. Ngoài ra thì các bác có thể dùng ở gia đình nhà mình được. Cái ưu điểm của cái dòng chân dẹt này là thứ nhất là nó tiếp điểm tốt, và thứ hai là các bác cắm là không bị tèo. Bình thường là các bác hay dùng những cái chân tròn mà chân Việt Nam hay dùng ấy, là các bác cắm lâu nó hay rất hay bị tèo, mà một thời gian là ổ nó lỏng ra rất khó chịu. Nhưng mà các bác dùng những cái con chân dẹt này thì ổ nó yên tâm, là ổ cái ổ mà các bác cắm cái phích này vào nó cũng rất là bền. Đấy, nên các bác yên tâm rất là hay nhá. 10.000 một cái phích cắm chân dẹt nha. Đấy, 10.000 một cái nhá. Đó, rất ok, giá rất là rẻ bình dân. Cái này thì số lượng có hạn thôi. Đấy, về đến đâu nó cứ hết đấy ạ, vì nó không có hàng, nó không có đều ạ, nên các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, 10.000 một chiếc phích cắm chân dẹt nha. Đây cái lô đồng hồ hàng thanh lý cửa hàng nhá. Đấy, cửa hàng người ta bán, người ta không kinh doanh nữa, thì bên em ôm lô khoảng tầm vài chục cái cây đồng hồ nha. Đấy, rất đẹp luôn, đồng hồ của nó còn mới nguyên trong hộp nha nhá. Đấy, còn mới nguyên trong hộp nha, vẫn còn nguyên cả bọc giấy bóng nữa nè. Đấy, em ôm lô thanh lý được cái lô này, giá rất hời cho bác luôn nhá các bác nhá. Em báo giá luôn, các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đồng hồ đeo tay, em báo giá luôn, bên em đang gửi bác giá cái giá thanh lý cho bác luôn là 90.000. Đấy, vì bên em ôm lô thanh lý giá rẻ nên là giá nó rất tốt luôn, 90.000 một cái đồng hồ đeo tay nha. Đây, một chiếc đồng hồ mới keng nha các bác nhá. Đấy, hàng này thì em nói luôn là hàng này hàng của tàu nhá, hàng của tàu. Đây, made in China nhá. Đấy, made in China này. Đấy, đi em nói luôn hàng của tàu, không đến lúc đến nơi các bác bảo là đồng hồ Nhật các thứ giờ nó rất là khó. Đấy, đi em nói luôn đồng hồ hàng của tàu nhá. Vì nói chung là nó so với tầm giá thì các bác có một cái con đồng hồ này để các bác đeo vào tay thì quá đẹp luôn. Đấy, mình đeo đi chơi đi bài rất đẹp các nhá. Đây các bác nhìn này. Rất đẹp luôn. Đấy, hàng
hàng tàu nhưng mà hàng có hãng đầy đủ hết các nhá. Đây là hãng của Gokai này, hãng Gokai. Hãng này cũng khá là nổi tiếng, em check trên mạng là cái hãng của tàu này nhưng mà cũng rất là nổi tiếng đấy, cái hãng này. Đấy. Hàng là bao sống các bác nhá. Về là các bác vẫn chạy ngon lành nhá. Đấy, các bác chỉ việc ấn nút cho em này. Xoay này, xoay cho các bác chỉnh giờ ấn nút thế là xong. Đây này, đồng hồ chạy ngon lành luôn. Mặt rất đẹp luôn các nhỉ. Đây em quay cận cảnh các bác xem cái phần mặt nó này. Mặt rất đẹp luôn nhá. Đấy, mặt rất đẹp, dây riếc ngon lành hết luôn. Đấy, về các bác chỉ việc đeo thôi, không cần phải lắp pin hay là thay pin như nào cả. Hàng của nó là vẫn còn chạy ngon lành hết luôn. Đây, đấy, có thấy không? Đeo vào lên nhìn rất sang trọng lịch sự nha, rất đẹp nhá. Số lượng có hạn đâu nhá, khoảng tầm 20 con, nó không nhiều đâu. Nên là rất là em để cho bác cái giá này, nó rất là rẻ rồi. Đấy thì em báo giá luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái đồng hồ đeo tay nhá. 90.000 một con này nhá. Đấy, chốt nhanh số lượng hạn nhá, gọi luôn cho em đi chứ không có nhiều đâu. Em đảm bảo bác luôn là cái mã này thì thể nào các bác cũng tranh nhau luôn. Vì nó không có hàng. Đấy, hàng là hàng ôm đô. Cửa hàng thôi, nó có vài chục cây thôi các bạn, không có nhiều đâu. Nên là các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, chạy ngon lành luôn này. Đó. Rồi, 90.000 nhá, đồng hồ đeo tay. Đấy, về các bác đi chơi, đi du lịch, đi ăn cỗ ăn bàn cái thứ rồi mình đeo vào. Đấy, nhìn nó sang trọng lịch sự, nhìn nó đứng đắn con người lên, rất ok luôn các nhá. Đấy, đeo vào quá ok luôn này. Đây. Đấy, các nhìn này. Tay nhìn đeo vào rất chất lượng luôn, lịch sự ok. 90.000 một cây. Vào việc chốt đơn nhanh luôn nhá, không có nhiều đâu các nhá.